Xin chào các bạn. Ở trong video clip ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tổng hợp và hệ thống lại toàn bộ tất cả những ngữ pháp thứ hai xuất hiện ở trong chương trình học của Dũng Mô Ý Hãy, à với cái điều kiện đầu tiên là mọi người cần phải học qua rồi, đúng không? Học qua hết một lượt rồi. Sau đó thì mình sẽ cùng nhau xem cái video clip tổng hợp này để hệ thống lại nó một cách ngắn gọn nhất có thể. Hãy, 자 시작해 봅시다. ngữ pháp đầu tiên của chúng ta, à chúng ta có get. ]ですね. À, về cái cách kết hợp thì chúng ta sẽ chỉ nhìn ở trên màn hình thôi mà sẽ không mất thời gian để nói lại nữa nhá Ghệ ở đây chính là cách nói cổ hơn của một cái mẫu câu ngữ pháp chúng ta đã học ở N4 Đó là so với nghĩa là trông có vẻ không? Nhìn cái gì đó và phán đoán, đúng không? Trông có vẻ thế nào đấy Thì chúng ta sẽ cùng nhau nhìn vào ví dụ này Kare wa senjitai taishi nanika ge na yosu de atta À, anh ấy thì làm sao nhỉ? Có cái bộ dạng như thế nào đấy? Trông có vẻ như là đang muốn nói gì đó với ai? Với sen với giáo viên, với thầy, cô giáo chẳng hạn. Được chưa nào? Hãy, rồi mẫu câu thứ hai Tô cả, thì cộng với tô cả. Chúng ta có tô cả ở N3 đã nhá. N3 chúng ta có một nghĩa của tô cả là gì các bạn có nhớ không? Dịch là hay là, như là sử dụng để liệt kê. Đúng không? Có thể liệt kê danh từ cũng có thể liệt kê động từ tức là liệt kê những hành động cũng được đúng không nào vậy thì ở n 2 chúng ta có thêm một nét người, à một cái nét nghĩa nữa của tổ cả ở đây là nghe nói là hay là thấy bảo hình như là gì đấy chúng ta nhìn ví dụ nhá sai kia và ni tapioca tiu nomi mono ga ninki thấy bảo hình như là gần đây thì các bạn trẻ làm sao nhỉ? À cái đồ uống mà tên là gì đấy? Có tên là gì đấy? Tapioca là cái trà sữa ấy đúng không? Thì rất là được các bạn trẻ ưa, ưa thích. Ok, rồi nhá. Tiếp theo chúng ta đến một cái mẫu câu à, uh, khá là rộng, đúng không? Tê cự và tê cự. À, uh, cái tê cự và tê cự này thì vốn là nó đã mình đã được làm quen nó bắt đầu từ N4 rồi N4 cũng gặp, N3 cũng gặp Và đến N2 chúng ta sẽ tổng hợp lại Tổng kết lại Tổng kết thì ở đây vốn là có 1, 2, 3, 4, 5 nghĩa đúng không? Thế nhưng mà mọi người có thể dừng màn hình để xem từng cái một nhá Mình sẽ chỉ nói ngắn gọn về cái hình dung để mọi người có thể dễ dàng à, phân biệt hai cái này thôi nhá Đầu tiên cái tê y cự ừ, Tê cự sẽ là cái gì? Sẽ là chúng ta hiểu tê ý cự, y cự là đi Đúng không? Y cự sẽ là đi Vậy thì sẽ là những hành động này Trước tiên sẽ xét về hành động Sẽ là những hành động xuất phát từ đâu? Xuất phát từ thời điểm hiện tại, thời điểm nói Hoặc một thời điểm nào đó ở trong tương lai Hướng đến một tương lai xa hơn Nhá, đấy hiện tại này hoặc từ một điểm, thời điểm khác trong tương lai hướng đến tương lai xa hơn nó sẽ đi mà đúng không nó sẽ đi đi về tương lai còn cứ đự thì ngược lại nó là đến đúng không thì nó sẽ phải từ đâu đến nó từ quá khứ nó đến nó sẽ là một hành động bắt đầu ở trong một thời điểm bắt đầu từ một thời điểm ở trong quá khứ đúng không đến hiện tại hoặc đến một thời điểm khác ở trong quá khứ Đấy là về thời gian Còn về mặt không gian cũng tương tự như thế thôi mọi người à, Về mặt không gian thì quay lại y cự nó là đi đúng không? Thì nó sẽ là cái thứ mà nó đi rời xa Nó đi xa mình, đi ra chỗ khác Còn cứ đựng nó là đến đúng không? Thì nó sẽ là những cái thứ, những cái vật, những cái hành động Những cái người gì đó Nó làm sao? Nó ngày càng đến gần mình Đấy, mọi người chỉ cần hình dung nó đơn giản như vậy thôi Được chưa? Nhớ. Còn những cái nghĩa cụ thể kia thì mọi người có thể dừng màn hình để đọc lại một lần Được hay, rồi tiếp theo chúng ta bước sang mẫu câu gà tai kết hợp thì rất là đơn giản về mắt sự cộng với ga tai đúng không nào? chúng ta à, có cái nghĩa của ga tai là gì nhỉ à, khó đúng không dịch đơn giản là khó mà hay là không thể nào mà thì cái ga tai này nó sẽ thể hiện những cái khó khăn về mặt gì nhỉ à, về mặt tinh thần về mặt cảm xúc đúng không còn cái nhí cư mà chúng ta đã học ở đâu đấy Nhí cơi chúng ta học ở n 4 đúng không thì nó chính là những cái khó khăn về mặt gì nhỉ À, khó khăn về mặt vật lý Có thể là một cái chiếc điện thoại nào đó chẳng hạn Nó được thiết kế khá là uh, thô uh, Những cái cách sử dụng khá là khó Đấy thì mình sẽ sử dụng cái cách nói là nhịp cười Đúng không? Đấy, được chưa nào? Thì bây giờ mình sẽ xem cái ví dụ của gà tay nhá ờ, uh, cái gì nhỉ? Cái chương trình này, đúng không? Vì là làm sao? Vì là nó đưa những cái tin sai lệch mà không? Thế nên là khó có thể tin được. Đấy, được chưa? Rồi tiếp theo chúng ta đến mẫu câu. Cá tô mổ hay là cá tô một Một trong hai cái này đều ok, nó giống nhau. Được chưa? Mọi người không cần phải phân biệt hai cái đứa này nhá. Cá tô hoặc là cá tô một kết hợp với vê tả rất là đơn giản. Những cái nào có kết hợp đơn giản như thế này mọi người hãy nhớ luôn kèm theo kết hợp của nó nhá Những kiểu là Ta cá tô hay là ta cá tô một À, như vậy cho nó dễ những cái nào thì có quá những cái nào mà nó có quá nhiều kết hợp ấy thì mọi người có thể là um, đọc, có thể là nhớ ít một thôi cũng được còn cái nào chỉ có một hoặc thậm chí là hai cái kết hợp đơn giản thì mọi người hãy nhớ luôn nó được thì là tốt nhất um. thì à, cái mẫu câu này ở đây nó sẽ mang cái nghĩa là gì nhỉ là ngay sau khi hay là vừa mới gì đó thì đã ngay lập tức gần như là nói về hai cái hành động nó làm sao nó xảy ra gần như là đồng thời gần như là đồng thời giữa nhìn ví dụ này. Shigoto ga shita ka to omou to mata o makasareta. Ok. Rồi đây là gì nhỉ? À mình vừa mới làm sao đây hoàn thành xong một phần công việc ichidan daku nhá. Ichidan là vừa mới, tức là mình sẽ hoàn thành xong một phần một giai đoạn nào đó của cái công việc đúng không? Vậy mà làm sao? Ngay lập tức ở phía sau đã có đã được giao cho một cái một cái công việc khác rồi. Ý là vậy nhá. Hay, rồi tiếp theo chúng ta đến với một cái mẫu câu khá là giống với cái mẫu câu ngay ở phía trên Đó là Ka no uchi Đúng không? Đấy Ka nai ka no uchi ni cả một cụm của nó luôn sẽ là Ka này Nai ka no uchi ni Mọi người hãy nhớ nguyên cả một cụm đấy cho nó dễ nhá Thì nó sẽ là Cũng vừa ngay khi Đúng không? Vừa mới đây Thì đã ngay lập tức Vừa mới thì đã ngay lập tức Thì về cái Uh, vẫn là nói về hai cái hành động nó có cái gì nhỉ? Uh, nó xảy ra gần như là đồng thời. Thế nhưng về thế nhưng mà về cái 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 giới hạn thời gian ấy, cái thời gian về cái mức độ đồng thời của hai cái hành động thì cái mẫu câu này, cái cả nay cả nó ư này nó sẽ sát hơn nhá, nó sẽ sát hơn gần như là hai đồng hai cái này nó đồng thời hơn. nhá. Đấy. Rồi, vậy thì mình nhìn ví dụ này, musuko ga à musuko wa betto ni hairu ka hairanai ka no uchi ni nete shimatta cảm giác như là ở đây là gì nhỉ? Cái thằng con trai tôi nó vừa đặt lưng xuống giường cái là nó ngủ luôn được ạ. Đấy, đặt lưng xuống giường cái là ngủ luôn. Được chưa? Đó, mình nói ngắn gọn nó là như vậy, đúng không? Rồi, tiếp theo. Mẫu câu dakeatte. cái này rất là quen thuộc. Cái dakeatte này mọi người hãy memo lại nó có hay đi kèm với cái từ gì nhỉ? Sasuga. Đúng không? Giống như là mọi cái mẫu câu ikura đi với moshi đi với tara vậy. Đúng không? Thì ở đây, sasuga sẽ đi với dakeatte cái sasuga chỉ đơn thuần là bổ nghĩa có hay không cũng được đúng nè nào thì đa kia nó sẽ sử dụng để làm gì để đưa ra những cái đánh giá đúng không những cái đánh giá thường là những cái đánh giá làm sao tích cực những cái đánh giá tốt khen ngợi quả nhiên là phải thế nào đó thì mới được chưa ví dụ nhá jienen nihon ni đa hatsuon ga quả nhiên là sống ở ở đâu nhỉ ở nhật 10 năm rồi có khác đúng không cái phát âm nó làm sao thốt rất là tự nhiên ý là rất là giống người nhật nói một cách rất là trôi chảy chân chu đấy được chưa hãy rồi nhá tiếp theo chúng ta đến với Dake kê nhị ừ kê nhị kết hợp cũng rất là đa dạng mọi người à, tự tham khảo nhá à, chúng ta sẽ nhìn sang cái phần ý nghĩa về mặt ý nghĩa thì chúng ta có thể chia nhỏ ra làm hai cái nghĩa nó, nó, nó cụ thể hơn thì đều dịch là chính bởi là vì cái gì đó đúng không chính bởi vì cái gì đó thế nên là thế nên là thế nhưng mà nó ở cái nét nghĩa thứ hai ấy, nét nghĩa ở phía dưới ấy, nó sẽ làm sao nó sẽ nhấn mạnh hơn một chút về cái mặt cảm xúc chính vì thế thế nên càng thế nào đấy nhá là dịch thì đại khái này đều sẽ như nhau thôi thế nhưng mà cũng có một cái nét nghĩa thì nó sẽ hơi nhấn mạnh một chút về mặt cảm xúc ở phía sau thì mọi người để ý cái đấy nhá chúng ta nhìn ví dụ đầu tiên này konobuken wa yasui dake ni nanika aru no de wa nai ka to fuan ni naru đó tức là cái tòa nhà này, bức kiện đúng không? Cái tòa nhà này hay là cái căn nhà này chẳng hạn à, làm sao nhỉ? Chính bởi là nó nó rẻ, vì là giá nó rẻ quá. Đúng không? Thế nên là mình lại cảm thấy làm sao? Thế nên là mình lại cảm thấy bất an rằng thì là à không biết là nó có cái cái gì đó không, ý là nó có vấn đề gì hay không mà người ta lại bán hay là người ta lại cho thuê với cái giá rẻ như thế. Đúng không? Rồi, hay là ở ví dụ của cái nghĩa thứ hai chúng ta cùng nhau nhìn này. <laughs> thay hen cho đặt à chính vì là bởi mình đã rất là nỗ lực rất là cố gắng luyện tập rồi thế nên là cái việc mà để thua ở trong trận đấu mình bị thua ở trong trận đấu ấy, thì càng khiến mình làm sao cảm thấy sốc đấy thay hen cho đặt thay ở đây bằng nghĩa về tốt thì mộ ý là rất là sốc nhá ok rồi tiếp theo chúng ta sẽ đến với một mẫu câu đó là cốt sổ sổ ở đây là bà cô Chúng ta sẽ nhớ cả cụ đấy luôn nhá Bà cô sộ Dịch là gì nhỉ? Chính là vì thế nào đó, thế nên mới Đúng không? Chính vì thế nào đó, thế nên mới Thì cái ba cô số này nó chính bằng với cái mẫu câu ở nửa ba chúng ta có tìm hiểu đó là kara Đúng không? nhá, chúng ta nhìn ví dụ này Isogashi kereba cô sổ jibun de kufu shite À chính vì là làm sao mình bận Mình rất là bận, thế nên là mình mới càng phải làm sao Phải dày công để để tạo cái thời gian cho chính mình À, tức là mình sẽ dày công làm gì sắp xếp những cái công việc làm sao cho nó thật hợp lý, thật logic để mình có những cái thời gian hợp lý để có thể vừa làm việc vừa nghỉ ngơi vừa uh, vừa, vừa có thể là học tập thêm chẳng hạn. Đấy, ý là như thế. Được chưa? Ấy, à, ok, tiếp theo. Bakari ni nhé. Bakari ni chúng ta đã làm quen với khá là nhiều những mẫu câu liên quan đến Bakari rồi, mọi người có nhớ không nhỉ? À, ở N4 hoặc N3 chúng ta có biết đến mẫu câu là vết Bacardi, Bakari là vừa mới đúng không? Vừa mới làm gì đó. đi shita bakari, kita đi Đó. Tiếp theo một cái bakari nữa ở nửa ba đó là danh từ hoặc VT bakari. Là gì nhỉ? Toàn là cái gì đó. Đúng không? Toàn là cái gì đó. Tiếp theo một cái bakari nữa chúng ta học là bakari <laughs> nak hoặc là bakari <laughs> ka. Hai cái này bằng nhau. Bakari nak hoặc bakari ka đều là không chỉ cái này mà cái gì đó cũng. Được chưa nào? Rồi và đến đây chúng ta có thêm một cái bakari nữa là chỉ tại cái gì đó, chỉ vì cái gì đó mà đưa ra kết quả thường là kết quả không, không tốt. Ví dụ này. Hãy sai phủi o wasureta bakari ni densha ni noru koto ga dekizu, chikoku shite shimatta. Chỉ tại mình để quên cái ví mà mình không lên được tàu và cuối cùng kết quả đã đưa ra là gì đấy? Mình đến muộn mất. Ừ, được chưa? Chỉ tại cái gì đó mà đưa ra kết quả xấu. Đấy, nhớ nguyên cái cụm đấy giúp mình nhá. Được chưa Đấy, tiếp theo chúng ta đến với mẫu câu ờ uh, không hẳn là một mẫu câu là một CD <laughs> tất cả những cái mẫu câu tiếp theo nằm trong CD của các nghĩa liên quan đến mono đúng không mono rồi đến koto và kakiti đó nhá thì đầu tiên cái nghĩa đầu tiên à, cái cách dùng đầu tiên của mono chúng ta cùng nhau nhìn vế dự về này cộng với mono đúng không nào nó nói về những cái điều gì đó nó là vốn dĩ nó là đương nhiên nó sẽ như vậy ừ, nó sẽ không thay đổi điều ví dụ này. Chito mai <laughs> de, eh, enjetsu suru toki wa Dare demo ờ, tức là cái điều này là điều đương nhiên thôi. Là cái điều gì nhỉ? Khi mà diễn thuyết trước mặt mọi người, đúng không? Thì ai cũng sẽ căng thẳng thôi. Ờ, ừ, đấy là cái điều rất là đương nhiên, rất là bình thường. Đúng không? Rồi, thế nhá. Tiếp theo chúng ta đến với cái nghĩa thứ hai của mono. Đó là vedu cộng với mono hoặc mono để và nai. Đúng chưa? Ver đi với mono sẽ là nên. Còn đi với mono để và nai sẽ là không nên người ta sẽ sử dụng để đưa ra một cái lời khuyên đúng không nào một cái lời khuyên lời khuyên ở đây là lời khuyên dựa trên những cái gì dựa trên những cái quy tắc dựa trên những cái luật uh, lệ hay là những cái quy chuẩn xã hội nào đó đơn giản như là những cái điều ví dụ như là gì nhỉ? à gặp người lớn thì cần phải chào hỏi hay nói chuyện với người lớn cấp trên thì cần phải sử dụng kính ngữ ở trên tàu thì nên hay là à, ở trên tàu thì nên nhường ghế cho người già nhường ghế cho trẻ nhỏ cho phụ nữ có thai đấy là những cái điều những cái quy chuẩn xã hội nói chung đó được chưa thì bây giờ mình cùng nhau nhìn ví dụ này đầu tiên <laughs> chúng ta làm sao chúng ta không nên à, dễ dàng tin tưởng vào những cái câu chuyện đúng không hay là những cái lời nói của người người lạ được chưa? ví dụ số 2 chakai jin nara chaka ngó kikin to mà mô được tức là nếu mà là đúng không hay là đã là một người một người đi làm một người của xã hội rồi thì chúng ta cần phải chúng ta nên làm sao? nên tuân thủ cái thời gian một cách thật là gọi là thật là nghiêm ngặt đấy kiểu như vậy yeah. rồi tiếp theo đến nghĩa thứ ba của mono đúng không? chúng ta vẫn là monoda thế nhưng mà monoda ở đây sẽ là dạng thể hiện cảm xúc thật là quả là biết bao nhiêu. Đấy nhá, ví dụ này. 一度にあれほど多くの服を買うなんて贅沢なものだな. À, là gì nhỉ. Trời ơi, một lần mà mua nhiều quần áo đến như thế thì quả thật là làm sao? Quá là xa xỉ rồi, quá là lãng phí rồi các thứ. Được chưa Rồi nhá. Tiếp theo chúng ta đến một mẫu câu nữa, không phải là mono da không nữa mà là mono da. Toyu mono, mono da. Thật là đúng là thế nào đấy cảm thán về một cái trường hợp nào đó đúng không? rồi ví dụ này xe nỉ nên điều kỳ cur đó à tức là cái việc mà đi hỏi tuổi uh, phụ nữ ấy, đúng không? thì quả thật là một cái chuyện như nào một cái điều như nào nhỉ à, không nên làm hay là kiên kỵ đúng không? điều cấm kỵ chẳng hạn double nest hay rồi tiếp theo mono cái này thì chắc là khá là quen thuộc của chúng ta rồi đúng không? mono mình có thể hiểu bằng với thes gạ Ờ, nhưng mà mặc dù là thế nào đó nhé ví dụ này sẽ các em mà phu ăn đồ mono kare ni tức là mình đã cất công làm sao mình đã cất công đan một cái chiếc uh, chiếc uh, chiếc khăn vậy mà lại không có cơ hội để để trao cho anh hay là để đưa cho anh ấy ok đấy rồi tiếp theo mono là đã kết hợp của nó cái này mọi người có thể nhớ luôn kết hợp là về đựng thế nhưng mà thường là sẽ là động từ chia về dạng khả năng như kiểu là được mono nara. nhớ thì dịch là gì nhỉ? Nếu mà có thể, được chưa? Nếu mà có thể thế nào đó thì thì mình cũng muốn thế nào đấy đúng không? Ví dụ. Gakusei jidai ni modoreru mono nara majime ni benkyou shitai. Nếu như mà có thể quay trở lại thời nào nhỉ? Thời học sinh thì tôi cũng muốn là làm sao à, học hành thật là chăm chỉ. Đấy, được chưa? Ừ. đừng để sau này mình phải hối tiếc và nói lại cái câu này nhé mọi người nhá. Rồi Tiếp theo mình sẽ đến với mẫu câu thôi yêu mono để mô nại thôi yêu mono de wa nại mố hoặc quá đều được nhé mố thì sẽ nhấn mạnh hơn được. là gì nhỉ? à tôi nghĩ rằng không hẳn là cái mẫu câu mà với cái nghĩa là không hẳn là chưa chắc là ấy thì ở n 3 mình cũng có hai cái mẫu câu rồi đúng không là gì nhỉ? thố và hòa ke de wa nại hai cái này đều mang cái sắc thái là không hẳn là chưa chắc là thế nào đó kiểu như là kết hôn với người giàu người có tiền thì chưa hẳn là sẽ trở nên hạnh phúc ấy. đó thì thố wakagira này hoặc là ok để bạn ai đều sử dụng được đúng không thì ở đây cái thố yêu mono để bạn này nó cũng có sắc thái nghĩa như vậy thế nhưng mà nó nhấn mạnh hơn về cái gì nó nhấn mạnh hơn về ý kiến chủ quan của người nói đấy là tôi nghĩ rằng nhá, tôi nghĩ rằng còn hai cái mẫu câu kia thì nó là gì ạ nó nhấn mạnh hơn về cái vấn đề là gì ạ à đây là trường hợp ngoại lệ đấy ạ được chưa nhớ rồi ví dụ này cái conkara tú thật dù là có gì nhà có kết hôn thì cũng à, thì tôi nghĩ chưa hẳn là đã à, thì ai cũng sẽ được hạnh phúc đâu chẳng hạn nhá dù là có kết hôn thì tôi nghĩ là không hẳn ai cũng sẽ trở nên hạnh phúc có người thì sau khi kết hôn sẽ hạnh phúc có người sau khi kết hôn lại cảm thấy không được vui vẻ chẳng hạn đúng không đấy đấy. rồi vẫn là mẫu câu quan đến mono mono ờ, gà ừ. là gì nhỉ? mono gà là có cái điều gì đó khiến cho mình cảm thấy mặc dù là mình không thể nào mà nói rõ được là cái đó là cái gì nhưng rõ ràng là có một cái thứ gì đó nó thao túng khiến cho mình cảm thấy như vậy ngó ví dụ này kareno enjetsu wa nani ka hito no kokoro ugokasu mono ga aru tức là cái bài diễn thuyết của anh ấy thì làm sao? thì có cái điều gì đó khiến cho làm sao khiến cho uh, mọi người gọi là rung động hay là cảm động. Ừ. Đấy. Thì ở đây là mình không thể nói rõ ra được là trong cái bài diễn thuyết đấy thì có cái nội dung gì, có cái vấn đề gì hay là như thế nào khiến cho mình rung động. Thế nhưng mà uh, rõ ràng là mình đã rung động bởi một, bởi một cái thứ gì đó nó không uh, nó không thể nào mà diễn tả được thành lời ạ. Nhá. ý rồi, đấy là ở đấy là kết thúc cái CD liên quan đến mono Được chứ? Tuy nhiên là vẫn còn những cái mẫu câu liên quan đến mono khác nữa Ở những cấp độ khác chúng ta cũng sẽ học chứ Không phải là ở đây là toàn bộ đâu mọi người nhá đấy, Vậy thì chúng ta sẽ tiếp tục bước sang cái CD liên quan đến koto, koto. Đầu tiên, nhìn ni nade và koto ni được. À, cái này thì rất là quen thuộc Có thể là mọi người đều đã uh, gặp ít nhất là một lần rồi Ở các cấp độ trước, đúng không? thì nó có nghĩa là gì? Đầu tiên là nói về một cái quyết định nào đó, đúng không? Một cái quyết định nào đó mà không phải do chính bản thân mình quyết định. Ừ, cái gì đó đã được quyết định sẵn. Được chưa? Ví dụ, この8時、8時 khai sự Tức là cái thư viện này đúng không? Thì ngày nghỉ người ta sẽ đóng cửa lúc mấy giờ đấy? Lúc 8 giờ. Được chưa? Đấy là cái quy định của của cái thư viện đấy không phải do mình đúng không không phải do cá nhân mình đưa ra thì người ta sử dụng cái cô tổ nhân ý ở đây còn cái nghĩa thứ hai nói về cái kết quả của một cái hành động nào đó ví dụ đúng không? Nếu mà lượng khách còn giảm hơn thế này nữa, đúng không? Còn giảm nhiều hơn thế này nữa thì có lẽ là đa đồ đúng không có lẽ là cái nhà hàng này cũng phải cũng phải đóng cửa mất thôi đó được chưa rồi tiếp theo chúng ta đến với mẫu câu kotonak kết hợp rất là đơn giản vế dự cộng với kotonak đúng không thì ở đây là gì à, dự kotonak là không làm cái v ở đằng trước không làm cái v ở đằng trước mà sẽ làm cái gì làm cái ở đằng sau đúng không ví dụ này ô tô tổ yasumu kotonak hishi ni benkyo shiteta cái từ hịch sĩ là kiểu quyết tâm là liều mình là cố gắng ấy nhớ à, em trai tôi thì nó làm sao nó kiểu à, học hết sức mình cố gắng nỗ lực học hết sức mình mà không mà không hề nghỉ ngơi ấy Đấy, kiểu như vậy nhá rồi tiếp theo cô tổ nhị à, cô tổ nhị là một dạng cảm thán thể hiện cảm xúc đúng không nó sẽ thường đi với những cái tính từ hoặc đi với động từ cũng được nhưng mà sẽ là những cái động từ thể hiện cảm xúc nhá yeah, chứ không phải sử dụng một cái dạng là tha bê cô tổ thật là ăn có ai nói vậy không? đi này, như kiểu là odoroi ta cô tổ nhị thật là ngạc nhiên chẳng hạn đấy thì nó sẽ đi với những cái động từ có thể thể hiện cái cảm xúc như vậy. Yeah, chúng ta cùng nhau nhìn ví dụ này, khổ mắt ta cô à thật là khổ quá đi chẳng hạn đúng không? đó, khổ mắt ta cô tổ thật là khốn khổ chớ cái pin điện thoại nó hết mất rồi thế nên là không còn cách nào để mà để mà liên lạc nữa cả. Đi được đó. Đấy rồi tiếp theo chúng ta có mẫu câu cô tổ cả đã mình có thể hiểu đơn giản là vì cái việc nào đó đơn giản là như vậy hiểu theo từ vựng cũng được đúng không? Vì cái việc hay là vì là có cái việc như vậy xuất phát từ cái việc như vậy hay là bởi vì là đó nhá. Và cái mẫu câu này nó có một cái cách dùng khá là đặc trưng đó là nó sử dụng để giải thích về cái nguồn gốc của một cái tên gọi nào đó. Như kiểu là vì là nó thế này thế nên là nó được đặt tên như thế kia kiểu như vậy. Đó nhá. Ví dụ này Cái này nghĩa thì bình thường thôi đúng không? Bởi vì là tôi có hứng thú với Nhật Bản Thế nên là tôi đã quyết tâm là sẽ đi du học Nhật Thế thôi đó Rồi Đấy. Tiếp theo một mẫu câu, mẫu câu này có thể nói là chắc là mình đã học ở N3 rồi đấy mọi người Sẽ có các bạn học ở N3 rồi Koto dakara Đúng không? Danh từ nhá, đi với no Koto dakara nhá. Danh từ no koto dakara à, Là gì nhỉ? Là à, Vì là cái danh từ này Cái danh từ đằng trước sẽ là một người Hoặc là một tổ chức Mà bản thân người nói hiểu rõ Thế nên là Mình đưa ra phán đoán chắc là thế nào đấy rồi ví dụ cô là chỉ là vì là cô ấy đúng không tôi hiểu rất rõ về cô ấy cô ấy là một người rất là hoạt bát ừ, đúng không thế nên là chắc chắn là sẽ nhanh chóng có những người có những người bạn có thể kết được bạn thôi kiểu như vậy được chưa hãy rồi tiếp theo cốt tuần như vậy thực ra ở đây thì chúng ta nên nhớ kèm theo cái cả cái cách kết hợp của nó nữa thì nó sẽ dễ dàng hơn đó là gì nhỉ Nai kotoni wa Nai kotoni wa nếu mà không có cái việc đó nếu mà không thực hiện hành động v ở đằng trước thì cái đằng sau nó cũng không à, không làm được đấy thì đây sẽ là Nai kotoni wa mọi người hãy nhớ theo cái cụm đấy nhá ví dụ này Thực sai mình sẽ Nai wa Nếu mà mình không thử nhìn thực tế nhìn bằng mắt thật này, này đúng không? nhìn 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 trực à, nhìn... tiếp đúng không thì mình sẽ rất là khó hay là mình không thể nào mà đưa ra cái đánh giá cái phán đoán một cách chính xác được đấy, kiểu như là xem qua mạng các thứ thôi xem qua hình ảnh các thứ thôi thì nó sẽ làm sao nó sẽ không chân thực đúng không đấy rồi tiếp theo vế đựng cốt tổ bản này ừ. vế đựng cốt tổ bản này là không cần phải làm gì đó nó sẽ bằng với chưa này không cần thiết không cần thiết đenasu te mo không cần phải làm gì đâu. Ví dụ, anzen ni untensuru. À, 운전する から ừ. là Vì là tớ sẽ bi lái xe rất là cẩn thận, thế nên là không cần phải lo lắng đâu. Được chưa? Rồi, hãy. Ví dụ tiếp theo, beru, benai koto. À, nay, cô koto. Cái này thì chắc chắn là gặp rất là nhiều trên những cái thông báo rồi. Mọi người chắc chắn là sẽ gặp rồi. Đó. Nói về gì nhỉ? Những cái quy định sử dụng để nói về những cái quy định những cái quy tắc nào đó à, dịch là hãy hay là phải làm gì đó hoặc nếu là vn sẽ là không được làm gì đó ví dụ chúng ta nhìn này nếu người tôi wa tsune ni nhanh ít kêu yêu tức là phải làm sao à, phải luôn luôn có những cái nhỏ những cái gọi là cái, sự kính trọng cái sự tôn trọng nhất định đối với những người những người bề trên của mình Điều đó rồi tiếp theo đến câu tổ, tổ đà, thì ở đây nó cũng mang một cái sắc thái nghĩa liên quan đến đưa ra cái gì nhỉ? đưa ra à, cái lời khuyên, đưa ra cái lời khuyên nên làm cái gì đó hoặc không nên làm cái gì đó. ở cái câu tổ đà này thì nó sẽ đưa ra lời khuyên dựa trên cái gì nhỉ? quan điểm của cá nhân người nói cho một trường hợp cụ thể nhất định nào đó chứ không phải là chung chung giống như là cái mono đà vừa nãy Đúng không? Cái mono là đưa ra những cái lời khuyên dựa trên những cái quy chuẩn xã hội đạo đức nói chung Còn ở Koto tổ, tổ thì nó sẽ là đưa ra cái lời khuyên của của người nói ừ, cho một trường hợp cụ thể nào đó Ví dụ, ở đây là gì nhỉ? E, xin tay hay là karada cũng được Karada no kenko kisukau no de à, areba nha o taberu koto da À, nếu mà mình để ý đến sức khỏe của bản thân đúng không thì thì nên làm sao nhỉ? à nên ăn rau vào, đó, được chưa? Rồi tiếp theo là đến cái ví dụ số 2 cũng thể hiện cái cảm xúc là vô cùng là rất thế nào đó. Ví dụ này, yane kara hen na taihen da tức là cái việc mà bị rơi từ trên mái nhà xuống thì thật rất là gì đấy, rất là thay hen, rất là rất uh, là đáng sợ chẳng hạn trong trường hợp này, đúng không? Đấy. Tiếp theo chúng ta đến với mẫu câu kotoka, uh, kotoka cũng là một cái mẫu câu dạng thể hiện cảm xúc thật là biết bao nhiêu Có một cái đặc điểm chú ý ở cái mẫu câu này đó là gì? Nó sẽ thường đi với cả các cái dạng nghi vấn từ Đó là gì đấy? Donnani, nanani, koto ka Hoặc là dore dake, dore hodo, nanto, nanani, koto ka Đó nhớ, nó sẽ đi với nghi vấn từ ở đằng trước đấy, mọi người có thể memo là nghi vấn từ nanani cộng koto ka cả. Hiện cảm xúc thật là biết bao nhiêu Được chưa? Ví dụ này, À, tức là bằng những cái hành động của anh ấy thì không biết là đã cứu được bao nhiêu sinh mệnh rồi. thể hiện cái cảm xúc. Đúng không? Rồi. Hãy, tiếp theo. Chúng ta đến với nai cô à nai, nai cô tổ Không phải là không. Cái này dịch theo từ vựng thôi, mọi người cũng đã có thể dịch rất là dễ dàng rồi đúng không? Không phải là không, không hẳn là không. Ví dụ nhá, それは私のせいでないことはないけど、上司に言われてやっただけだ。Tức ừ. là cái đó thì mặc dù nó không hẳn không phải lỗi của tôi Tức là nó cũng có một phần lỗi của tôi đấy Ờ ừ. thế nhưng mà tôi chỉ làm theo nhỉ? Làm theo những cái gì mà cấp trên nói thôi mà đó. Tức là Tôi cũng có lỗi bởi vì tôi làm sai đúng không? Thế nhưng mà cái lỗi cũng nằm ở ai cũng nằm ở cái cấp trên của tôi, tại vì cấp trên giao cho tôi mà, cấp trên bảo tôi làm thế mà. Đúng không? Ừ, rồi. hãy tiếp theo, koto dashi. Ừ, koto dashi là gì nhỉ? Cũng là cái dạng nêu nên nguyên nhân lý do Vì nên vì là thế nào đó, bởi vì thế nào đó, thế nên là nhá. Ví dụ, shigoto mosunda koto dashi, ippai nomi ni ikou ờ dù sao thì cũng làm sao nhỉ? Cũng công việc cũng xong rồi hay là mình đi, mình đi uống một ly đi, mình làm một cốc đi, đúng không? Mình làm đi làm cốc bia đi chẳng hạn. Đó, nhá. Rồi, tiếp theo. Hết cái series liên quan đến cô tộ bây giờ mình sẽ chuyển sang Kagiri. À Kagiri cũng có khá khá các mẫu câu đúng không? Ví dụ à cái nghĩa đầu tiên của Kagiri chúng ta sẽ có dạng đi với tính từ thì nó sẽ là cái dạng nhỉ? Thể hiện cảm xúc, cảm thấy rất thế nào đó, vô cùng thế nào đó kagirida à, đặt là cuối câu đúng không? Ví dụ, ano restoran ga de heiten da Tức là cái chuyện mà bảo cái nhà hàng đó tháng sau sẽ đóng cửa ấy thì làm sao nhỉ? Cảm thấy mình mình cảm thấy thật sự là vô cùng là tiếc. Nó là một cái nhà hàng rất là tốt, dịch vụ rất là tốt, đồ ăn rất là ngon mà lại đóng cửa chẳng hạn đúng không? Đó, nên mình cảm thấy là vô cùng tiếc. Ừ, hai. Rồi tiếp theo, Danh từ cộng với nhi Kagirazu Không chỉ là cái danh từ này Mà cái gì đó ở đằng sau cũng Đúng không? Không chỉ cái này Mà cái gì đó ở đằng sau nó cũng như thế nào đấy Đó Thì ví dụ mình có là gì đây? Kokonomi wa Kyujitsu ni kagirazu Heijitsu mo no hito ga À tức là ở cái nhà hàng Cái nhà hàng ở đây đúng không? Thì làm sao nhỉ? Không chỉ là ngày nghỉ Mà cả ngày thường cũng có rất là nhiều khách ghé tới đấy nhá rồi tiếp theo chúng ta có kagiri deba kagiri deba sẽ là gì nhỉ ở trong một cái phạm vi hay ở một cái mức độ nào đó thường là ở trong những cái phạm vi mà mình nghe được đúng không kích cự kagiri kiểu trong cái phạm vi mà mình nghe được này, mình biết được này, tê được cái chẳng hạn trong phạm vi mà mình nhìn thấy được mình điều tra được mình tìm hiểu được chẳng hạn thì đằng sau sẽ là những cái nhận định Ví dụ này và no shiru kakiri Trong cái phạm vi mà tôi biết Đúng không? Thì làm sao? À, ano no Đấy, hay có thể dịch là ở cái mức độ đúng không? Ở cái mức độ mà tôi biết được đó. Thì cái người đàn ông đó Không phải là thủ phạm của cái vụ án này đâu Thì được không? Ừ. Rồi, tiếp theo Vẫn là kakiri Mà là kakiri hoặc là kakiri wa đó. Nó sẽ có một cái cách dùng là gì đây? Trong cái lúc khi mà hay là chừng nào mà còn cũng được Thì cái sắc thái của nó thể hiện cái gì? Thể hiện hai cái trạng thái nào đó nó sẽ tồn tại song song Cái đằng trước không thay đổi Thì trạng thái đằng sau nó vẫn sẽ cứ giữ nguyên như vậy Kiểu như là uh, chừng nào mà mình còn chưa chịu cố gắng Chưa chịu nỗ lực, chưa chịu chăm chỉ lên Thì cái tiếng nhật của mình nó vẫn sẽ vẫn sẽ rút như vậy chẳng hạn Đó Chứ? cái trạng thái đằng sau nó không thay à, đằng trước nó không thay đổi thì đằng sau nó cũng sẽ không không thay đổi gì hết được chưa nào rồi ừ, thì đây là gì đấy à, ví dụ nhá nhí hôn như sân đây được thay kỳ đi nhí hôn nó đưa đủ mà morana cái nó ra này chừng nào mà mình còn sống ở nhật bản thì mình vẫn vẫn cần phải gì đấy vẫn cần phải tuân thủ những cái luật lệ những cái quy tắc của họ rồi hy vọng là mọi người có thể nắm được cái cách sử dụng cái sắc thái của nó chứ không chỉ là cái cách cách dịch nghĩa tiếng việt của nó không nếu mà mọi người chỉ dịch là trong lúc hay là khi thôi ấy thì mọi người sẽ bị va vấp bởi rất là nhiều những cái mẫu câu khác cũng có cách dịch tương tự như vậy. Nhưng nếu mà mọi người nhớ được cái cái sắc thái, sắc thái khi mà sử dụng cái mẫu câu ngữ pháp đó thì mọi người sẽ rất là dễ dàng có thể phân biệt được các mẫu câu ngữ pháp. Ừ, và sẽ nhớ thêm một cái ví dụ của nó nữa thì là điều tốt nhất. Được chưa? Đấy, rồi tiếp theo chúng ta đến với một cái mẫu câu ngữ pháp nữa vẫn là kagiri đúng không? À kagiri Danh từ kakiri hoặc là かぎり chúng ta có uh, cái nghĩa là gì nhỉ? Chỉ trong, chỉ đối với, chỉ riêng một cái đối tượng, một cái trường hợp nào đó là đặc biệt, là ngoại lệ sẽ nhận được một cái ưu đãi một cái gì đó nó đặc biệt đúng không? Ví dụ, mightki daiichi ken Tức là chỉ chỉ riêng cái ngày thứ 6 tuần đầu tiên của hàng tháng thì mọi người sẽ có thể xem phim với cái mức giá vé là một sen một sen yên dạ yeah? rồi ai tiếp theo mẫu câu nhí kagite nhí kagite thì nó lại có chia thành hai cái nghĩa nhỏ khác nhau đúng không ạ nghĩa đầu tiên ai chứ gì chứ cái danh từ đó là cái đối tượng mà tôi rất là tin tưởng nhá nó đi về danh từ mà cái danh từ đằng trước sẽ là danh sẽ là một cái đối tượng một cái việc một cái gì đó mà tôi rất là tin tưởng thế nên là tôi tin chắc rằng được chưa tôi tin chắc rằng được nhá ví dụ như là gì đấy ano hito ni kagite ai trước cái người đó thì đúng không ano hito ni kagite nante nanika atta ni chigai ai trước cái người đó mà bảo là lại ngủ mà lại bảo là ngủ quên ấy thế chắc chắn là phải có cái chuyện gì đó xảy ra rồi cái người đó là một cái người như nào mình rất là tin tưởng cái người đó rất là chăm chỉ mà không bao giờ đi làm muộn các thứ chẳng hạn rất là tràn tội đúng không thế nhưng hôm nay đột nhiên lại ngủ quên thì mình mình làm sao nhỉ mình tin tưởng vào người ta mình nói rằng là ai chứ cái bạn ấy cái anh ấy cái chị ấy mà bảo là anh ấy ngủ quên ấy thì tôi không tin đâu tôi chắc chắn là sẽ có cái chuyện gì xảy ra với anh chị ấy rồi hay là có chuyện gì đột xuất rồi thì mới như vậy đó nhá ở cái nét nghĩa thứ hai của chúng ta sẽ có cái nghĩa gì nhỉ cứ đúng vào cái lúc cứ đúng vào một cái thời điểm quan trọng nào đó thì nó lại có một cái hành động gì đấy Nó xảy tới Đúng không? Nó không hợp ý mình Nhá. Ví dụ như là gì đây? Dato hi Cứ đúng vào những ngày mình đi hẹn hò trời nó lại Nó lại mưa Đúng không? Đấy, được chứ bình thường thì không sao Cứ đúng cái ngày mình đi hẹn hò trời nó lại mưa chẳng hạn Được chưa? Hai. Rồi tiếp theo Mẫu câu cuối cùng liên quan đến kỳ kagiri Đó là V venai hoặc là danh từ cộng với nhị Kagiru Cái gì đó là tốt nhất Ừ. cái tốt nhất ở đây nó chỉ đơn thuần là cái đánh giá của cá nhân người nói thôi nha mọi người nhá rồi ví dụ đây tổ à sukiji đi indoni điện tức là cái việc giảm cân ấy thì thay vì mình hạn chế ăn uống thì mình nên làm sao vận à, động tập thể dục thì nó sẽ tốt hơn ừ, tốt nhất là mình nên tập thể dục thay vì là hạn chế ăn uống đấy có thể dịch xuôi như vậy nhá ừ. Rồi đó, vậy thì mình đã kết thúc cái phần đi ở đây rồi. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với một cái cách nói khá là cũ, mai, đúng không? Cái mai này thì có khá là nhiều cách chia mọi người có thể để ý. Đầu tiên, cái nó cơ bản nhất mà thông dụng nhất sẽ là đự mai. Tất cả sẽ chia về v, vđ thể từ điển sau đó cộng với mai là được. Ừ. Ở động từ nhóm 1 thì sẽ chỉ có một cách chia duy nhất như vậy Nhưng mà đối với động từ nhóm 2 thì chúng ta có thể chia theo một cái cách khác mở rộng hơn Đó là động từ bỏ mát sự đi cộng với mai Nhá. Tức là ở động từ nhóm 2 thì mình sẽ có gì đấy? hai cách chia đúng không ạ? Rồi vết đự mai hoặc là động từ bỏ mát sự đi cộng với mai Được chưa? Ở động từ nhóm 3 mình sẽ có gì? À, có số đự và cư đự đúng không? Riêng động từ sữa đự thì mình lại có thêm một cách chia nữa là Sư mai Sư mai Sư đự mai là một này Sư đự mai sư máy và si máy ba cái, ba cái. rồi còn cái thứ cái ký à khi mask thì mình chỉ có là khô máy là được khô máy đấy, cái cách chia đấy thì mọi người có thể xem lại à, hoặc là tự ghi lại một chút dừng màn hình lại và tổng hợp ghi lại một chút thì nó sẽ dễ nhớ hơn là cái việc mình chỉ nghe không nhá ví dụ à cái nghĩa của nó thì mình sẽ có hai cái nghĩa cơ bản của nó đầu tiên là à, mình sẽ không làm gì đó chí nó ví dụ may cái xa sốt tiếng mộtô tô ạ cô to nó tốt số máy tức là vì là gì nhỉ rủ mấy lần rồi vẫn bị từ chối thì nên là làm sao sẽ không rủ lần thứ hai nữa sẽ không rủ cậu ta lần thứ hai nữa đâu Được chưa hay là ở cái nghĩa thứ hai sẽ sẽ hiểu theo cái nghĩa là có lẽ là sẽ không ừ, chắc là sẽ không ví dụ nói to vô c nó để xin chỉ máy tức là cái người đó thì là cái người rất là hay à, chém gió bốc phét nói dối thế nên là sẽ chẳng có ai tin đúng không có lẽ là sẽ chẳng có ai tin cậu ta cả kiểu như vậy còn nếu mà mình nhớ một cách đơn giản ngắn gọn hơn thì mình hãy nhớ là mai nó là một dạng phủ định là nai đấy đúng không là dạng phủ định đấy nhớ tạm thời đến đấy thôi cũng được được cơ ở đấy là tạm thời chống chế nhá mọi người nhá Đấy, rồi tiếp theo vậy thì chúng ta sẽ đến với một cái mẫu câu liên quan đến mai luôn đó là video cả video mai cả đúng không? Cái yo ở đằng trước chính là thể gì đấy? Thể ý chí, thể ý hướng ở N4, đúng không? về đưa mai ka. Thì cái mẫu câu này sẽ có nghĩa là gì nhỉ? Làm hay là không làm về? Ví dụ, haru yasumi ni jikka ni kisei suru, à kisei shiyou ka suru mai ka kangaete iru. ấy là mình đang suy nghĩ xem là cái kỳ nghỉ xuân này thì mình có về nhà, có về quê hay là không? Đúng không? Kì xe nhá, kì xe là về quê á. Thì nào. Đấy. OK tiếp theo mẫu câu uh, thứ bao nhiêu đấy cũng <laughs> nhớ Mẫu câu tiếp theo là nishido đúng không nishido độ thì kết hợp của nó khá là đa dạng Mọi người có thể nhìn ở trên ở trên màn hình nhé độ uh, và bằng với nó sẽ có luôn cái là nishio nishio ở ngay cái mẫu câu phía bên dưới ấy. mọi người hãy nhớ luôn là cả hai cái này nhớ hai cái này nó sẽ bằng nhau đều là cho dù là thế nào đó. dù là cái này dù là cái kia ví dụ này À, Tức là dù là đi, à, dù là học tiếp lên hay là dù đi xin việc đi chăng nữa thì nó cũng là tương lai của chính bản thân mình. Thế nên là mình làm sao mình cần phải cần phải suy nghĩ thật là thật là cẩn thận. Chưa? Hay là ở cái ví dụ liên quan đến seyo ni seyo. Thế là gì nhỉ? Party ni iku ni seyo, ikanai Đấy, nhá Thì là gì nhỉ? Dù là có đi đúng không? Dù là có tham gia bữa tiệc hay là không á Thì cậu có thể quyết định sớm hay là quyết định nhanh giúp tớ được không? Tiếp theo sẽ là mẫu câu Nhi ừ. kakawarazu Ở đây kakawarazu thì nó sẽ là một cái mẫu câu bằng với cái mẫu câu gì chúng ta cũng có biết nhỉ? À, hình như là ở phía sau của thứ hai đúng không? Đó là mẫu câu uthoazu có lẽ là mọi người cũng đã có, à, có có được biết qua rồi À, thì hai cái này nó giống nhau đều mang cái nghĩa là gì nhỉ? Bất kể là à, bất kể là cái gì đi chăng nữa thì đều thế nào đấy đúng không? Thì cái kết hợp của nó ở đây khá là đa dạng, có thể là về về nai hay là về cả hay là danh từ nhí cáo đa dự, thậm chí nó có thể sử dụng được với cả tính từ nhá, takai ra ta dự Tức là bất kể là đắt hay rẻ đấy. nhá. Thì bây giờ chúng ta cũng sẽ nhìn cái ví dụ của nó này à cái từ ichiritsu ở đây là đồng loạt giống nhau nhớ là gì nhở những cái chuyến xe bus ở dưới vùng quê á, thì nó sao bất kể là cái khoảng cách là bao nhiêu đi chăng nữa thì cái số tiền đúng không nó vẫn là sao vẫn giống nhau còn một chút là bạn đi bao xa đi chăng nữa thì à, số tiền phải chi trả nó chỉ có gần này thôi đó và gần giống với nó không phải giống về nghĩa mà giống về cái tiếng Nhật đúng không? Thì nó có một cái mẫu câu đó là nhí mô ka dự. Hai cái này mọi người rất là hay bị nhầm á. Rất là hay bị nhầm nhá. Thì khi mà thêm mố vào thì có là nhí mô ka dự thì nét nghĩa nó đã bị thay đổi rồi. Nó là gì nhỉ? Mặc dù là thế nào đó. Ừ. Nó sẽ thường thể hiện những cái sự bất ngờ nào đó trước một cái kết quả mình không mình không ngờ tới. Đó. Ví dụ ở đây mình có gì? À, Mặc dù là mình đã thức khuya để học Thế nhưng mà cái kết quả của bài test, bài kiểm tra của mình vẫn không vẫn không tốt Đó, được chưa? Hay, rồi Tiếp theo, mẫu câu nhí kệ Nhí kệ thì ở đây mình có nghĩa là cái gì? Là cứ mỗi khi, cứ mỗi lần cũng được thì ở đây đầu tiên nó sẽ có một cái nét nghĩa này bằng với cái thà bi nhị Đúng không? Với cái nghĩa là cứ mỗi lần thế nào đó thì ở đằng sau sẽ là một cái cảm xúc Một cái cảm xúc Ví dụ chúng ta sẽ cùng nhau nhìn luôn này Ano ongaku kiku ni tsuke Shinko no koro sự cứ mỗi lần đúng không? Cứ mỗi khi nghe cái ca khúc, nghe cái bản nhạc này thì tôi lại nhớ lại cái thời cái thời mà mới cưới á. Đó. Thì ở cái nét nghĩa này mình có thể thay bằng thà bi nhị cũng được Nhớ. Ngoài ra thì thà bi nhĩ nó còn có một cái nét nghĩa khác nữa mở rộng hơn Đó là cứ mỗi lần làm gì đó thì đằng sau sẽ có một cái hành động nó lặp đi lặp lại Đúng không? Cứ mỗi lần bố tôi đi ra ngoài đi công tác về lại mua quà về cho tôi á Đó nhớ Ok và ngoài ra thì cái ski nó sẽ có thể đi với những cái từ cụm từ cố định như là nani ka nitsuke nani tổ nitsuke À, tức là lúc nào cũng hay là cái gì cũng đúng không anh ta thì cái gì cũng phản nạp kiểu như vậy nhá yeah. ok rồi tiếp theo hanste nhĩ hanste đúng không đi với danh từ hoặc là nếu mà là hansu sẽ là đi với một cái danh từ ở đằng sau hai cái danh từ đằng trước và đằng sau sẽ bổ nghĩa cho nhau tạo thành một cụ thì, um. ví dụ uh, đầu tiên thì cái nghĩa đó là trái ngược lại ngược lại với nó sẽ trái ngược lại với cái gì? Trái ngược lại với những cái nguyện vọng, những cái kỳ vọng, những cái yêu cầu, những cái mong muốn, những cái dự định nào đó chẳng hạn. Được chưa? Rồi ví dụ nhá. wa shiu kitai ni hanshite cô ấy thì đã làm sao? Thì đã làm nhờ à làm trái với cái kỳ vọng của mọi người xung quanh, làm ngược lại với cái kỳ vọng của mọi người xung quanh. Và cô ấy đã gì đấy? Đã nghỉ hay là bỏ đại học giữa trường và bắt đầu hướng tới cái mục tiêu trở thành ca sĩ của mình. À, Ý là mọi người xung quanh thì rất là hy vọng là cô ấy sẽ học đại học thật là tốt, tốt nghiệp đại học các thứ vào ra ngoài đi làm đúng không? Thế nhưng mà cô ấy thì làm ngược lại, không làm theo cái kỳ vọng của mọi người mà bỏ học đại học giữa trường và đi làm một cái công việc khác mà mình mơ ước chẳng hạn. Thì, đó. Thế tiếp theo chúng ta có À, danh từ cộng với にをして oh, có trường âm nhé をして oh, hoặc là o oh, đằng sau をした oh, sẽ là một danh từ ừ. sẽ là dịch là gì nhỉ tương ứng thích ứng phù hợp với về đằng sau nhé ở cái về đằng sau sẽ có những cái sự thay đổi biến đổi để phù hợp với cái ở đằng trước ví dụ này ゲンゴデベるにをしてクラス分けを行う eh, -ok tức là người ta sẽ tiến hành phân chia lớp để phù hợp với cái trình độ ngôn ngữ đấy cái đằng sau tức là cái cái lớp đúng không à cái lớp sẽ có sự thay đổi để phù hợp với cái gì đấy phù hợp với cái, cái cái trình độ ngôn ngữ của mọi người các bạn ở trình độ tầm n 3 thì sẽ vào cái nhóm lớp tương đương n 3 chẳng hạn đó kiểu như vậy gì được các rồi hãy mẫu câu tiếp theo danh từ cộng người nhị cứ vai tệ cứ tệ có thể nhớ theo một cái dạng từ vựng cũng được nhá cứ ai được là thêm vào Đúng không? Thì đây nhí cứ ai tệ dịch là thêm vào đó là Hoặc là không chỉ cái gì đó mà cái gì đó cũng Được chưa? Kết hợp với danh từ đó, Ví dụ này Ashita wa ouame ni kuwaete kaze mo tsuyoku Hidoi tenki naru 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 à, Câu này có nghĩa là gì nhỉ? À, nghe nói là ngày mai thì sẽ có mưa lớn kèm theo cả gió Gió lớn nữa đúng không? Và thời tiết sẽ rất là hidoi Rất là kiểu uh, Tệ không đẹp, xấu, đúng không? Thời tiết sẽ rất là dữ dội. Ừ, rồi. Hai. ok, mẫu câu tiếp theo mình còn nhí tsuki. sự Ở n ba mình có đã có một cái nét nghĩa rồi, chính là cái nghĩa đầu tiên là cứ mỗi, đúng không? Cứ mỗi một cái đơn vị nào đó thì sẽ có một cái gì đó tương ứng. Ừ, cứ mỗi một ngày thì sẽ là một sen yên, cứ mỗi một giờ sẽ sẽ mất 200 000 nghìn chẳng hạn. Đấy, kiểu như vậy thì chúng ta nhìn ví dụ nhá. この駐車場は1時間に800円となります. Tức là ở cái bãi đậu xe này thì cứ mỗi một tiếng đồng hồ thì sẽ là 800 yên. Tức là gửi một tiếng sẽ mất 800 yên. được không Rồi, hay là ở nghĩa thứ hai thì nó sẽ nêu lên cái nguyên nhân lý do. Ờ, nêu lên cái nguyên nhân lý do một cách khá là lịch sự, khá là cà tai nhá. Ví dụ này, Sono ga wa kouhyo nitsuki, kou kai kikan ga encho sareta. Rồi, Tức là cái bộ phim đó ấy thì do là được đánh giá tốt khu hiệu, đúng không? Được đánh giá tốt Thế nên là cái thời gian công chiếu thì đã được làm sao? Kéo dài hơn ra Bình thường nó chỉ chiếu đến ngày 20, 20 28 thôi chẳng hạn, đúng không? Đấy, thế nhưng mà do là mọi người rất là thích xem Rất là nhiều người xem, tự đánh giá rất là tốt Thế là người ta đã kéo dài thêm khoảng một tuần Chiếu thêm một tuần nữa chẳng hạn Đó, được chưa? Đấy, thế tiếp theo chúng ta có Nhi, mô tô dưới tệ motozuku motozuita được chưa rồi ví dụ à nghĩa của nó đã nghĩa của nó là gì dựa trên dựa theo một cái gì đó để làm ra một cái khác ví dụ kiki ni motozuite tashika na handan o shitai tức là tôi thì muốn đưa ra những cái phán đoán thật là thật là chính xác dựa trên những cái kinh nghiệm đó được chưa hoặc là một cái ví dụ rất là cơ bản của nó kiểu như là tôi làm tôi viết ra một cái bộ truyện này chính là dựa trên những cái câu chuyện có thật trên thực tế ấy. đúng không nào Đấy. tiếp theo đến mẫu câu Ni à, kết hợp có danh từ hoặc là về đự đúng không nào thì nó có hai nghĩa nhé mọi người nhé thì cái nghĩa đầu tiên là tuân theo làm đúng theo cái danh từ ở đằng trước ví dụ như là cô tư đưa được nhí tức là À, cả ô tô lẫn những cái người đi à, đi bộ thì đều gọi là tham gia giao thông ừ. theo hay là tuân theo cái luật luật lệ giao thông đấy kiểu như vậy còn cái bị cái nghĩa thứ hai thì là càng càng đúng không nói về sự thay đổi của hai vế đấy ví dụ này à sức ra được như tức là càng nóng thời tiết càng oi bức càng nóng lực thì mình càng làm sao mất động lực làm việc càng không có hứng thú để làm một cái gì đó đúng không? Đấy, ok tiếp theo là sai ừ, sai này thì bằng với toki nhớ đơn giản như vậy nhé sai bằng với toki dịch là khi hay là lúc thì sai nó sẽ là cách nói cao tai hơn tự nhắc hơn trang trọng hơn ví dụ này juken no sai wa kanarazu juken hyo ga tức là khi mà làm sao khi mà tham gia dự thi khi mà đến dự thi đúng không thì nhất định cần phải có cái phiếu dự thi là phải mang theo cái phiếu dự thi được chưa? Hay tiếp theo chúng ta có sai lệch, nhĩ sai lệch hay là nhĩ sai chị lá khi hay là nhân một cái dịp nào đó, Được chưa? nhân một cái dịp nào đó. Ví dụ này, 日本語能力試験の受験に際して注意すべき点が3つあります. -no -no tức là à, khi mà tham gia cái kỳ thi năng lực tiếng Nhật ấy thì sẽ có 3 điểm chúng ta cần phải cần phải chú ý. Ở đây trong cái câu này còn xuất hiện cái mẫu câu là bê kỵ Ở nửa ba đúng không? Bê là cần nên phải làm cái gì đó Mọi người nhớ lại luôn cái mẫu câu này nhá ừ. Rồi, tiếp theo Nhà ta tệ và nhà ta À có thể nhớ nó bằng với Nhì sai cũng được Nhá Vẫn dịch là khi và nhân dịp Ví dụ Nhí hôn đê ở ta Kê Tức là Uh, khi mà người ta tiến hành một cái buổi hội đàm nào đó ở Nhật Bản thì người ta đã gọi là tăng cường cái 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 cảnh vệ, tăng cường cái uh, cái việc phòng vệ, đúng không? Ừ. Rồi tiếp theo, nhì sốt tệ, vẫn là danh từ cũng về nhì sốt tệ vẫn có hai nghĩa, một cái là dọc theo men theo, đúng không? Dọc theo men theo thì có thể là dọc theo men theo một cái con đường, một cái bờ sông, một cái um một cái đường kẻ nào đó chẳng hạn đấy cũng được nhá ví dụ này <laughs> ở cái nét nghĩa thứ hai mất rồi đúng không là <laughs> hanabi tay no hi wa oze no hito ga dote ni sote suwatteru à, tức là cái ngày mà người ta tổ chức lễ hội bắn pháo hoa ấy thì có rất là nhiều người ngồi dọc theo cái cái bờ đê đấy, cái bờ đê cái bờ sông để để ngắm pháo hoa ấy đúng không tiếp theo là cái nghĩa thứ hai thì trên màn hình sẽ là cái nghĩa thứ nhất nhé mọi người nhá là dựa theo bám sát theo ví dụ này ở客様の要求に沿って新商品を開発する. Tức là chúng tôi thì khai thác phát triển một cái sản phẩm mới dựa theo cái yêu cầu của khách hàng. Đúng không nào? Nhá. Yeah. Hay, ok. Tiếp theo, ni tomonatte, tomonai, tomonau là à, có thể tách ra thành hai nghĩa là càng càng cùng với này. Tức là cùng với sự thay đổi của cái về trước thì ở về sau cũng sẽ có cái sự thay đổi theo. Ví dụ, Internet của một kia như tổng mô này sẽ cắt từ ta như là Tức là cùng với cái sự phổ cập của mạng Internet Đúng không? Thì cái cuộc sống của chúng ta cũng trở nên làm sao? Đa dạng hơn, cũng trở nên phong phú hơn à, Gọi là mới mẻ hơn chẳng hạn Đấy Còn cái nghĩa thứ hai thì nó sẽ là Vì cái nguyên nhân nào đó Thế nên là kèm theo đó là một cái kết quả như thế nào đấy Ví dụ đây Đại học sinh học như tổng mô này Tokyo như hít à, Vì là À, vì là học lên đại học Thế nên là tôi đã chuyển lên Tokyo sống Đúng chưa? Rồi Tiếp theo này Danh tử cộng với <laughs> Ni kakete wa Hoặc <laughs> nhĩ kakete no Danh tử à, Riêng về cái khoản nào đó Riêng về một cái lĩnh vực Riêng về một cái mặt nào đó Thì sẽ có một người nào đấy Bao gồm cả bản thân mình nhé. Nói về bản thân cũng được Nói về người khác cũng được Thì sẽ có một người nào đấy là Là tốt nhất, là giỏi Đó là đánh giá của mình thôi nhá Ví dụ này Yo đi đêm no sinh à, tức là riêng về cái cái gì nhỉ cái tay nghề nấu ăn đúng không thì tôi có tự tin đó, ý là tôi tự tin rằng là tôi giỏi tôi làm được tôi nấu ngon Điều chưa hai rồi tiếp theo chúng ta chuyển chúng ta chuyển sang một cái mẫu câu nữa đó là tế à, chúng ta có thể nhớ nó giống với nồ no nhí mọi người nhá. nồ no nhí dịch là vậy mà thế mà ví dụ này 彼女、健康に気を使っているにしては、よく風邪をひくめ。Tức là cô ấy làm sao nhờ rất là để ý đến sức khỏe của mình vậy mà hay bị cảm cúm nhỉ hay bị ốm nhỉ đúng chưa rồi đơn giản rồi nhá chúng ta sẽ tiếp sang cái mẫu câu thứ hai là ni ni chúng ta có thể hiểu nó giống với temo demo là ngay cả cho dù hay là dịch ở đây có thể là dịch gì đấy giả sử cứ cho là thế nào đó thì ví dụ này 3 5 Tức là ừ cứ cho là hay là giả sử là 3 giờ ra khỏi nhà đi Đúng không? Thì cái việc mà đến sân bay lúc à, Đến sân bay trước 5 giờ thì cũng rất là khó Đấy, được chưa? Rồi Hay là cái mẫu câu tiếp theo chúng ta có là Nhí mộ khá mau dự Khá mau chứ không là khá cao dự giống vừa nãy đâu nha mọi người nhá Ừ, vừa nãy mình có một cái mẫu câu là nhí mô cà dự là mặc dù thế nào đó đúng không còn đây là nhí mộ kama mau dự á cái chữ cấu á mọi người ừ, rồi như là cái cái câu ở trong cái bài chô ca mà chúng ta hay nghe là mê mô tốt tê mô mai ma xem tức là có mê mô cũng không sao cả mê mô tốt tê mô bằng như vậy đúng không thì cái kama wa dự đây nó chính là cái cà ma sen ở đấy được chưa là uh, gì nhỉ? Mẫu câu ở đây thì nó sẽ mang nghĩa là mặc kệ Chẳng màng đến Không quan tâm đến Nhớ? Cái kama ự nó vốn là với cái nghĩa là quan tâm Đây là kama wa dự Sẽ là không quan tâm, không màng tới ừ, Được chưa Ví dụ này Kare wa tome mo kama dự Nichi de utatte -du. Tức là anh ấy thì không màng tới ánh mắt của mọi người Ở ở xung quanh mà vẫn cứ uh, Gọi là uh, ngân, ngân nga hát ở trên đường ấy đúng không? Rồi cái ní kia có cũng được, không có cũng được mọi người nhé. Đấy, tiếp theo, mẫu câu komete nghe tệ. À, cái này thì khá là đặc trưng nhưng chắc là có có lẽ là mọi người sẽ dễ dàng nhiều hơn. Nó không bị vướng vừa, vướng hay là bị phân biệt với những cái nghĩa khác. Nó mang nghĩa là gì nhỉ? Dồn tất cả tình cảm, cảm xúc, uh, sức lực của mình để làm một cái gì đó. À, rồi ví dụ chúng ta có là gì đây? Ai o komete tsukutta tố Kare ni đấy, ý là tôi đã đưa, tôi đã tặng cho anh ấy một cái bánh hay là một một cái hộp sô cô la mà tôi đã làm bằng tất cả tình yêu thương của mình. Đấy, được chưa? Cái ai ô komete tsukutta cái cụm đấy nó là cái phần bổ nghĩa là cái phần định định ngữ cho cái chocolate đúng không? Là cái sô cô la như thế nào? Cái sô cô la mà tôi đã làm với tất cả tình yêu của mình. Đó. Đấy. Rồi, ok. Mẫu câu tiếp theo chúng ta có là gì? Ố, oh, ngư ki ni shite wa. Ừ, oh, ngư shite wa. Vẫn là danh từ đúng không? Là nếu mà không có cái danh từ ở đằng trước thì khó có thể mà. Ở đây thì người ta đang muốn nhấn mạnh cái danh từ ở đằng trước này là một cái điều, hay là một cái người, một cái việc quan trọng. Đúng không? Quan trọng. Nếu không có cái danh từ đó thì cái đằng sau khó thực hiện. Được chưa? Ví dụ chúng ta có là gì đây? Konoshikoto wa shachou o muki ni shite wa này Cái công việc này nếu mà không có giám đốc thì sẽ không quyết định được cái gì cả. Giám đốc sẽ là người quan trọng, đóng vai trò quan trọng ở trong cái cái công việc này chẳng hạn. Đúng không? rồi. Tiếp theo. Ô, dự Cái này vừa nãy chúng ta có nhắc ở trong cái mẫu câu nào nhỉ mọi người? Ni dự đúng không? Đó. Thì nó đều có mang cái nghĩa là bất kể. bất kể là cái danh từ Ừ. thì cái, cái, cái về cái sự khác nhau thì cái ô tôa dự nó chỉ kết hợp với danh từ thôi mọi người còn cái mẫu câu vừa rồi mẫu câu nhí kawara dự nó có thể kết hợp với động từ rồi danh từ với cả tính từ đúng không hay là về được cà đô cả được chưa thì đây là bất kể bất kể là danh từ gì đi chăng nữa thì cái danh từ đằng trước sẽ thường là những cái danh từ chỉ cái sự gì nhỉ chỉ cái sự uh, chỉ cái việc là có nhiều lựa chọn Đúng không? kiểu như là bất kể là quốc tịch nước nào bất kể là nam hay nữ bất kể là già hay trẻ bất kể là uh, bất kể là ngày hay đêm vân vân bất kể là có kinh nghiệm hay không thì vẫn ok sắc thái khá là tốt đúng không vẫn được vẫn tốt đấy ví dụ này internet ga reba và số toa dưới thì ga tức là nếu mà có mạng internet thì bất kể là ở đâu thì mình vẫn có thể làm làm việc được hết đó ý rồi nhá tiếp theo là o hajime o hajime to shite o hajime to suru đúng không? thì nó sẽ là gì nhỉ? đầu tiên phải kể đến là trước hết là nhá? cái danh từ đầu tiên danh từ kết hợp của nó sẽ là cái gì đó là tiêu biểu cái gì đó là đặc biệt cái gì đó mà người ta muốn 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 uh, nêu bật lên nhá. đằng sau sẽ có thêm một số những cái khác người ta sẽ có thể liệt kê thêm ra có hoặc không đều được nhá ví dụ ở đây là gì đây? Kare wa ego hajime Trung Quốc Pháp nào đó, các Tức là anh ấy thì có thể nói được năm thứ tiếng. Ừ, trước tiên phải kể đến là là gì đấy, tiếng Anh. Sau đó là những cái tiếng khác như là tiếng Trung, tiếng Pháp gì đó vân vân. Thì cái tiếng Anh sẽ là cái thứ nội trội nhất, tức là có thể là anh ấy giỏi nhất chẳng hạn. Thì người ta đưa lên đầu tiên. Người ta muốn nhấn mạnh vào đó thì người ta cho vào đấy. Được chưa? Rồi tiếp theo mẫu câu. Ô mê gư tệ, ô mê gư đi và ô gư được là xoay quanh Sẽ có từ hai người trở lên Tức là sẽ có vài người hay là một nhóm người Hay là số đông nào đó Sẽ bàn tán, sẽ tranh luận, sẽ đấu tranh Sẽ uh, sẽ, sẽ, nghị luận gì đó Đúng hay sẽ tranh cãi Tranh giành nhau Xoay quanh một cái danh từ nào đấy Xoay quanh một vấn đề nào đấy Nhớ, ví dụ Thay, à, thay à, bố tôi và bác tôi chẳng hạn thì làm sao đấy kiểu có những ý kiến trái chiều gọi là tranh giành nhau thay đi sự đối lập mà đúng không tranh giành nhau uh, cái tài sản của của ông để lại hoặc là có những ý kiến đối lập nhau xoay quanh những cái tài sản mà ông không để lại bố tôi thì muốn là chia đều ra còn bác tôi thì lại muốn là uh, chia cho bác nhiều hơn chẳng hạn thì là như vậy nhé rồi đấy họ uh, có tiếp theo danh từ no mô tô đệ danh từ nộ mô tô đệ là dưới ừ dựa vào, nhờ vào Dưới sự chỉ bảo, dưới sự dạy dỗ, dưới sự hướng dẫn của ai đó gì gì đấy Thì chúng ta nhìn ví dụ này Ototo wa yume na kenjikka no moto de 3 nen kan shugyo sunda Tức là cậu em trai tôi thì đã học 3 năm đúng không? Dưới sự dạy dỗ Đấy, dưới sự dạy dỗ của ai đấy? Cái kiến, một cái kiến trúc sư rất là nổi tiếng Thấy chưa? Rồi Ok, tiếp theo Mẫu câu nomi narazu Cái này thì khá là đơn giản Nomi thì mình nhớ là nó bằng với dake Thì nomi narazu sẽ bằng với dake đến a cự rất là không chỉ cái này mà cái gì đó cũng Ví dụ này Kono uh, shouhin yasui nomi narazu sarete cái sản phẩm này thì nó không chỉ là rẻ mà chất lượng còn tốt nữa Thế nên là có rất là nhiều người mua vào Đúng không? Được rất là nhiều người mua Ta hiểu như vậy Ừ, cái từ cô như là mua nhé mọi người nhá Hai, ok tiếp theo mẫu câu nữa cũng khá là đơn giản danh từ cộng với quá moto yori. đi à, quá mô này thì nó chính là gì nhỉ cái danh từ đằng trước là điều đương nhiên và cái đằng sau thì cũng nó chính là bằng với cái mẫu câu gì đấy mọi người quá một chi đồng này quá một chi đồng rồi ví dụ đây ra sinh ra quá một đi tức là cái việc mà học lên à, cao học đúng không? việc mà học lên cao học ấy thì à, không chỉ là bố tôi mà, mà mẹ tôi cũng cũng đồng ý rồi cũng tán thành được chưa rồi nó bằng với quá một chi đâu mọi người nhá tiếp theo mẫu câu quá thổ mô cự và mọi người nhìn luôn sang mẫu câu phía dưới đó là quá sa teo kỵ hai cái này giống nhau đều là gì nhỉ? khoan bàn tên À, chưa nói đến cái đằng trước Tạm gác cái đằng trước Tạm gác cái danh từ đằng trước sang một bên Bây giờ mình cần chuyên tâm Mình cần ưu tiên đến cái đằng sau đã Ví dụ này Mình xem ví dụ của cái và tomokaku trước nhá Tức là cái món ăn của cái cửa hàng đó Thì khoan chưa nói đến cái cách bày biện Đúng không? Ừ. Mà nó được đánh giá là gì đây? Đánh giá là giá thì rẻ Mà lại còn ngon nữa ừ, Rồi Còn thì ví dụ của quá sateoki Chúng ta cùng nhau nhìn này Jiken no à, Jiken no kikake wa sateoki Kega nhìn gắt hôn honto nhiều kata Tức là khoan chưa nói đến cái nguyên nhân à, Cái nguyên nhân của cái vụ Vụ, vụ việc nào đó đúng không à, Thì bây giờ thì làm sao nhỉ mình thấy rất là may đúng không rất là may vì là không có ai bị thương cả đấy Tiếp theo chúng ta đến với cái một, một cái mẫu câu nữa đó là kara ạ, iso ạ. thì nó đều giống nhau, nó đều mang cái nghĩa là gì đây mọi người? Một khi mà đã thì thế nào nhỉ? Cần, nên, phải làm gì đó. Hoặc có thể hiểu theo cái sắc thái là vì thế nào đó, thế nên là cái về sau nó là cái điều, cái điều đương nhiên. Được chưa? Ví dụ này, Tức là vì là một 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 người gọi là một giám đốc của một công ty Thế nên là tôi nghĩ là cần phải có một cái gì nhỉ? Tức là cái sự tồn tại của anh ấy phải là một cái sự tồn tại tồn tại Để mà tất cả những cái nhân viên ở trong công ty, những cái người cấp dưới đều, đều làm sao nhỉ? Đều tôn trọng đó, tức là phải có những cái hành vi, những cái uh, ngôn từ, những cái phát ngôn như thế nào đó để cho những cái cấp dưới đều cần phải cần phải tôn trọng anh ấy. Đó, nhá. Rồi. Tiếp theo. Karate. Karate. Karayu to. Karaye Đúng không? Xét từ cái phương diện nào đó mà nói thì hay là xét về cái mặt nào đó mà nói thì nhá. Ở đây có gì nhỉ? Tức là gì nhỉ? À, nếu mà xét từ cái vẻ bề ngoài, mỹ mẹ, tức là xét từ những cái mà tôi nhìn thấy đúng không? Thì tôi thấy là gì đấy? Thế là à, so với cái anh Yamada sàng ấy, thì cái, cái anh Tanaka sàng thì trông là sao? Trông giàu có hơn, anh ấy ăn mặc các thứ hay là uh, những cái đồ dùng, những cái tư trang, các thứ đều rất là đắt đỏ chẳng hạn. Thế là xét từ cái Mi mẹ, cái vẻ bề ngoài thôi thì tôi thấy là cái anh này thì giàu hơn anh kia đúng không rồi tiếp theo kara tốt, kara hoặc là kara stara ba cái đúng không là đứng từ vị trí của một ai đó mà nói mà xét thì thế nào đấy hoặc nhìn từ một cái căn cứ một cái cơ sở nào đó mà nói thì thế nào đó ví dụ kare no nihongo no hatsuon kara suruto kankokujin dato suisekushiteiru tức là xét từ đúng không? nhìn từ cái căn cứ đó là gì? à cái phát âm tiếng nhật của anh ấy. Đấy, tức là khi mà nghe cái phát âm tiếng nhật của anh ấy, ấy thì à, tôi đoán rằng thì là anh ấy là người người Hàn Quốc, á. đúng không? Ừ. thì cái bé đằng trước nó chính là cái căn cứ cái cơ sở để mình mình mình, mình đánh giá mình phán đoán cái gì đó. nhá. Yeah. ok Thế tiếp theo là mẫu câu Karashite ừ, Kara shite". có hai nghĩa. một Xét từ góc độ, xét về cái mặt đó đó. Đối với cái nghĩa đầu tiên này Thì nó có thể bằng với cả hai cái nghĩa Cả hai cái mẫu câu mà vừa chúng ta có xem Đó là Karaite, karayutoku, karayeba to karasureba, karashitara Đúng không? Cái nghĩa đầu tiên này nhá, có thể bằng với hai cái nét nghĩa đó Và nó có thêm một cái nghĩa khác nữa Đó là ngay cả Ngay từ uhm. Tức là à, ngay cả cậu cũng không tin tưởng tớ à Kiểu như vậy Đúng không? Ví dụ ở đây chúng ta có gì đây? cái kara shite tada mono Tức là chỉ xét về cái phong thái thôi đúng không? Thì à, mình đã thấy là gì cô ấy không phải là một cái nhân vật tầm thường rồi Đúng không? Rồi, ok Mẫu câu tiếp theo chúng ta có ở đây là gì đây? Thố ừ, á Cái thú á thì bình thường mình hay gặp ở trong những cái phần định nghĩa Đúng không? Khi mà định nghĩa về một cái từ, một cái cụm từ nào đó Thì mình sẽ sử dụng cái thố á này Ngoài ra thì ở trong ở chương trình N2 mình sẽ còn có một cái nghĩa nữa liên quan đến thua đó là gì đây thể hiện cái sự ngạc nhiên cái sự bất ngờ trước một cái kết quả đó cái này rất là hay dùng ở trên những cái bản tin những cái tin tức thời sự Chị của nhật đấy mọi người chịu khó nghe mọi người sẽ thấy cái từ thóa này dùng rất là nhiều nhá ví dụ ở đây mình có gì đây Masaka watashi no inu ga sono hito no te ni kamitsuita Shinji shinjirare nakatta Ờ, à, tức là không thể tin được rằng thì lá là, là, là à, cái con chó nhà tôi thì nó lại cắn cắn vào tay cái người đó mình trong cái câu này thì nó sẽ thể hiện cái sự bất ngờ cái sự ngạc nhiên nó không thể tin được đó. rồi tiếp theo thúy thối tả. khi nó là một cái dạng liệt kê đằng trước nó sẽ có những cái dạng liệt kê là danh từ một đi với ya đi với thổ cả, đi với danh từ hai sau đó sẽ cộng với thối tả và cộng với một danh từ ở đằng sau thì cái câu này mọi người cần phải để ý đó là cái danh từ một và danh từ hai sẽ là cái tập hợp con của cái danh từ cuối cùng ở đằng sau. Nhớ, danh từ một và danh từ hai sẽ là tập hợp con của cái danh từ cuối cùng ở đằng sau. Đấy. Thì danh từ cuối cùng đằng sau sẽ là một cái danh từ nó bao quát hơn, đúng không? Bao quát hơn, nghĩa rộng hơn. Ví dụ chúng ta cùng nhau nhìn này. À yakiniku ya gyudon to oniku ga daisuki da. Đấy. tức là ở đây là gì đây? À, gì nhỉ? Tôi rất là thích những cái món ăn liên quan đến thịt như là như là gì? À, thịt nướng hay là à, cơm thịt bò đấy, đúng không? Như đó. Đấy, được chưa? Rồi, ok nhá. Tiếp theo, tôi sẽ mo đi với kệ, đúng không? Mình có là gì nhỉ? Cho dù à, hay là thậm chí nếu là thế nào đấy. Chúng ta nhìn vào ví dụ này. Tatoe kirei da to shite mo tức là giả sử cho dù đúng không? Cho dù là có đẹp đi chăng nữa thì se và ga waru kereba tsukiau skew, tổ này. tức là dù là có xinh đẹp đi chăng nữa mà tính cách này không à, không tốt ý. thì tôi vẫn không thì tôi cũng không nghĩ là tôi sẽ à, tôi sẽ kiểu hẹn hò hay là chơi cùng cái người đó đâu đó nhá hay, ok. tiếp theo à, các bạn đã mệt chưa? <laughs> rồi ok cố gắng lên nhá tiếp theo chúng ta có thấu môn nhị à, là cùng với. đầu tiên là nó sẽ bằng với iso nhị, iso nhị là cùng với và Yujin cùng với bạn Yujin và cùng với nhau là Okinawa Tức là tôi uh, xây dựng cái kế hoạch đó là gì đấy? Sẽ đi Okinawa cùng với cùng với bạn nhá, nó bằng với to ix ni. Cái nghĩa thứ hai là cùng với sự thay đổi của bề trước nó sẽ kéo theo cái sự thay đổi ở về sau. Chúng ta nhìn ví dụ này. Khi no henka to tomoni ki no ha no iro mo kawaru. Tức là cùng với sự biến đổi của của mùa đúng không thì làm sao thì màu lá của cây nó cũng thấy thay đổi đó được chưa rồi một cái nghĩa cuối cùng thì nói về cái sự đồng thời à, đồng thời ví dụ này à, Tomo san ni eigo no bunpo phố oshiete morau to tomo ni hatsun no renshu mo issho ni eh, issho ni okonatta à, tức là gì nhỉ người ta đang thực hiện đồng thời hai việc đầu tiên là cái nhờ cái bạn thông đúng không bạn ấy dạy ngữ pháp tiếng Anh cho mình Đồng thời thì đồng thời thì cũng à, tiến hành cái việc đó là luyện phát âm luôn Được chưa? Được rồi nhá Tiếp theo mẫu câu tố à Là một cái dạng giả sử đúng không? Tố sư được tốt, tối sư đề bà, tố shitara Ba cái mọi người nhá đều là dạng đưa ra một cái uh, giả định, một trường hợp giả định nào đó Giả sử, giả dụ như là Ví dụ Takarakuji ga, à, takura ga atatta to khá của nhì khai gai cố present to stay giả sử mình có chúng sổ số, số chẳng hạn đúng không thì mình muốn tặng cả gia đình mình một cái chuyến du lịch nước ngoài đó rồi ok tiếp theo là thôi ra thôi thả ra nói về cái danh từ đó nói về danh từ đó à, thì ở đây mình có cái gì đầu tiên sẽ là khi mà nhắc về khi mà nói về cái danh từ này thì ở đằng sau sẽ là một cái cảm xúc của mình có thể là vui vẻ có thể là sốc có thể là tức giận đều được. Ví dụ, yama no, kara no to yittara, e, ni kurai datta. Tức là nếu mà nói về, nếu mà nhắc về đúng không, cái cảnh đẹp ở trên đỉnh núi ấy, thì nó nó đẹp đến cái mức mà làm sao? Nó đẹp đến cái mức mà mình không thể nào mà diễn tả được hết thành lời ấy. Nó quá đẹp, đẹp đến cái mức mà tôi không thể nào diễn tả được thành lời. Đó, được chưa? Rồi nhá. Chúng ta có một mẫu câu nữa đó là cô koto da Kết hợp của nó thì là Futsuke đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ có cái mẫu câu này có nghĩa là gì đây? Có nghĩa là tóm lại là Tức là nó sử dụng để giải thích như mọi người nhé Thì thực chất ra thì cái mẫu câu này nó cũng có một cái nghĩa khác Mà chúng ta đã học ở N3 rồi ạ Nó mang cái nghĩa đó là gì nhỉ? Nghe nói đúng không ạ? nghe nói là nhé Thì đây sẽ là cái nghĩa bổ sung của nó Thì chúng ta nhìn vào ví dụ nhé Kare quá Kino mo, mo, à, anh ấy thì làm sao nhỉ? Anh ấy thì hôm qua lẫn hôm nay thì đều đều nghỉ không luyện tập và à tức là hay là có nghĩa là hay là tóm lại là đều được đúng không? Mình tìm một cái cách dịch nào đó nó phù hợp là được nhá. Tức là gì đấy? À, ngay từ ban đầu thì anh ta đã làm sao đã không có hứng thú cho cái việc này rồi, cho một à, cho cái việc luyện tập này rồi, đúng nào? Đấy, mẫu câu tiếp theo no nan no te. Ủa, cái này là một cái mẫu câu cũng rất là cổ luôn đấy bình thường cái mình nói rất là ít gặp gần như là không gặp nhưng mà mình học phải đi thi mà đúng không mọi người thì nó sẽ bằng với tốt để mố hoặc là bằng với khi rô nhé nhá cách dùng thì nó sẽ khác tốt để mố và khi như sẽ đặt ở đằng trước nó đặt trước cái từ mà người ta muốn nhấn mạnh còn cái nộ no, nan no tệ nó sẽ đặt ở đằng sau ví dụ này kare wa amerika ni nen ga eigo ga hệ ta na no tệ tức là à, anh ấy thì mặc dù là đã sống ở mỹ 3 năm rồi thì nhưng mà tiếng anh thì cũng rất là rất là tệ đúng không? Đấy <laughs> tiếp theo chúng ta sẽ đến với mẫu câu amari ok amari ở nửa năm thì chúng ta đã có mẫu câu gì các bạn nhỉ amari đi với đuôi nani nani này là không lắm đúng không amari oishikunai amari kirejanai chẳng hạn đó, thế nhưng mà khi mà lên N2 rồi Thì chúng ta lại có thêm một nghĩa nữa Của Amari, nó gì nhở Nó không đi kèm với đuôi nai nữa Mà nó sẽ mang cái nghĩa là vì quá Thế nào đấy, Như? vì quá Thế nào đó, thế nên là kết quả Ở đằng sau cũng thường là một kết quả Hơi gây khó khăn, một kết quả nó hơi Không được tốt lắm, nhá Nó có thể có dạng sử dụng là Amari amarini ni, Amari ni mo Đều được. Điều được. Điều được, Rồi Về ví dụ chúng ta cùng nhau nhìn này À vì quá là gì đấy, vì quá là bận rộn đúng không? Thế nên là mình quên cả cái việc là gì nhỉ? À, ăn Đó, được chưa? Rồi, ok nhá Tiếp theo chúng ta đến với mẫu câu à, Nara này Mọi người hãy nhớ kèm với cái kết hợp của nó luôn cho nó dễ nhá Là te nara này hoặc là de nara này Nhá, te nara này hoặc là de nara này đúng không nhỉ? Vì ý nghĩa của nó sẽ mang nghĩa là rất là vô cùng thế nào đó. Nói về thường nói về cái cảm xúc là rất thế nào đó không kiềm chế được. Đúng không? Ví dụ chúng ta có là gì đây? wa gai to ga mie ni kui de Thì ở đây là gì nhỉ? Cái con đường này thì vì là nó không có cái đèn đường người ta không lắp đèn đường, nó rất là tối á. Thế nên là mình sẽ rất là khó có thể quan sát được xung quanh và nó rất là gì nhỉ? Rất là nguy hiểm. Đấy, nhá. Tiếp theo mình có cái te tamara này nhá. Te tamara này hay là de tamara này cũng là rất thế nào đó đến mức không chịu được. À chúng ta có ví dụ là gì đây? E eh, hora egao mite kara toire ga kowakute tamara nai. Ừ. Sau khi xem xong cái bộ phim nhà phim kinh dị đúng không? Thì mình làm sao? À, kiểu mình sợ không dám đi vệ sinh á đấy nhá thì cái là naranai và t tamaranai mọi người có thể nhớ nó giống nhau là được nhá một chút cái sắc thái nó khác nhau của nó thì mình có thể không cần quan tâm cũng được nhá rồi tiếp theo mình sẽ có cái ê er. đự er hoặc là ư đự có hai cách đọc cho mọi người nhá động từ bỏ mát sự đi cộng với ê er đự hoặc là ư đự cái trường hợp mà liên quan đến cái cách đọc của ê er đự với ư đự đúng không thì khi mà chia về cái động từ này chia về thể từ điển tức là để là đự đúng không? Ê đự và ư đự ấy. Và kết thúc bằng đự thì đọc cách nào cũng được, ê đự và ư đự đều ok. Còn nếu mà trường hợp mà cái động từ này nó không chia về dạng thể uh, thể từ điển nữa, nó chia sang nai, tà gì đó thì sẽ không đọc là ư mà chỉ đọc là ê thôi như là ê nai, ê tà. Đó, nhé chứ không có ư nai, ư tà. Ok nhớ. Rồi bây giờ mình sẽ cùng nhau nhìn cái nghĩa của nó, dịch là có cái khả năng hay là có thể xảy ra. Ví dụ,どんなに優秀な人でも間違いを犯すことはあり得る. Tức là dù là một cái người xuất sắc giỏi như thế nào đi chăng nữa thì vẫn có khả năng làm sao gây ra lỗi, mắc phải lỗi. Đúng không? Nhé. Rồi, tiếp theo. Yara, yara. Thấy hai cái nó xếp cạnh nhau như vậy thì mình sẽ hình dung ngay ra đến một cái liệt kê rồi đúng không? Nào là cái này, nào là cái kia đúng không? Thì cái sắc thái của nó thì vẫn là liệt kê những cái gì đó ra thôi. Tuy nhiên thì nó sẽ bao hàm cái nghĩa là gì nhỉ? Hơi nhiều quá. Những cái thứ được liệt kê ra đây đang làm sao? Đang hơi bị nhiều quá, đang khiến cho người nói cảm thấy là quá tải. Ừ, không không cảm thấy thích thú với cái việc này đúng không? Rồi ở đây là vừa cái này vừa cái kia hay là nào là cái này nào là cái kia. Người ta cũng sẽ không liệt kê ra hết mà chỉ là liệt kê những cái thứ tiêu biểu mà thôi đúng không? Ví dụ chúng ta cùng nhìn này. 、えー、母はいつも掃除をするやら、買い物に行くやら、忙しい。À, eh, mẹ tôi thì lúc nào cũng bận rộn với mấy cái việc như là gì đấy à nào là dọn vệ sinh này nào là đi mua sắm này vân vân còn rất là nhiều những việc khác mà người ta không không có kể ra được chưa đấy ok tiếp theo là mẫu câu mô ba mô. đó nhớ cả ba cái đấy nhá mộ bà mộ đúng không nào có n một thì cũng có cả n hai nói về nhiều cái khía cạnh, nhiều cái mặt khác nhau của một vấn đề. Chúng ta cùng nhau nhìn này. Watashi wa benkyou mo nara mo de jibun no koto ga iya ni. Đó đúng không? Tôi thì làm sao? Cả n một, cả n hai đều như nào đó. Tôi thì nhỉ? À, học thì kém. Vận động cũng chẳng ra sao. Tức là cũng không giỏi cái môn thể thao nào hết, đúng không? Nên là tôi đang cảm thấy làm sao nhỉ? À, tôi tôi trở nên ghét ghét gì nhỉ? Ghét chính bản thân mình tại sao mình lại hậu đậu đến mức như thế đúng không đó ý là như vậy hay là những cái ví dụ đơn giản hơn nó nó cũng rất là quen thuộc như thế là à có những người thích tiếng nhật thì cũng có những người không thích tiếng nhật đúng không ừ ok nhá tiếp theo chúng ta đến với mẫu câu ưa ể đẹp à, ở đây có hai dạng kết hợp và song song với nó cũng sẽ có hai cái nét nghĩa khác nhau mọi người cùng theo dõi nhé đầu tiên là về đự hoặc là danh từ nộ cộng với ưuệ đẹp thì trong trường hợp này nó sẽ dịch là khi hoặc là trong trường hợp nào đó thì cái gì đấy là là cần thiết ví dụ gai coccin tono cordiono về đẹp giu yon nano tên là gì nhỉ cái điều quan trọng Đúng không? Mình dịch từ nồ quá ngược lại Đúng không? Là chủ ngữ mà Cái điều quan trọng khi Đấy, khi hay là trong cái trường hợp Mà mình mình giao lưu đúng không? Với những cái người người nước ngoài ấy Thì chính là cái việc gì đây? Cái việc mà mình gọi, gọi là mình cố gắng nắm bắt Hay là hiểu được cái nền văn hóa của của đối phương Của họ Nhớ còn cái nghĩa thứ hai liên quan đến cái kết hợp khác đó là sẽ là vê tạ hoặc là danh từ nộ đệ đúng không đó thì nó sẽ dịch là sau khi Đấy, sau khi Nhìn ví dụ này SNS để Năn đồ mô yari tori o shita ue de Kare to jisai au koto ni kimeta À, sau khi mà mình đã Yari, à, yari tori o shita Là có kiểu là liên hệ, liên lạc, trao đổi các thứ Rất là nhiều lần quá SNS là những cái những cái mạng xã hội, những cái tin nhắn mail chẳng hạn này đúng không? Thì mình đã quyết định là gì nhỉ? À, đi gặp anh ấy, gặp trực tiếp. Được chưa? Ừ đó. Thì uh, cái kết hợp đầu tiên nó sẽ khác nhau ở cái vệ đự và vệ tả, đúng không? Vệ đự thì sẽ là khi hay là trong trường hợp, còn v tả sẽ là sau khi. Còn riêng cái khi mà nó kết hợp với danh từ nô no, đúng không? Đấy thì mình bắt buộc mình dựa vào cái văn cảnh và cái bối cảnh để mình dịch sao cho nó phù hợp thôi, nhá. Ok. hãy, tiếp theo chúng ta đến với mẫu câu si đại. À chúng ta nhìn thấy luôn là ở cái mẫu này là Shidai ngay cái mẫu ở phía bên dưới luôn nó cũng sẽ là Shidai. Thì tổng là Shidai này sẽ bao gồm có ba nghĩa. Chúng ta sẽ nhìn nghĩa đầu tiên trước. Đó là Shidai cộng với à không phải Shidai cộng với hoạt động từ bỏ đi mát sự cộng với Shidai nhá. Dịch là ngay sau khi Ngay sau khi hoàn thành xong cái Về mát sự ở đằng trước Thì người nói sẽ ngay lập tức Có một cái hành động nào đó ở đằng sau Được chưa? Rồi, ngay sau khi gì đây Junbi ga nói chỉ đại ngay sau khi hoàn thành xong chuẩn bị xong đúng không hay là hoàn thành xong cái việc chuẩn bị chẳng hạn đó thì sư gửi nhĩ Sakio nhĩ thì sẽ chuyển ngay sang 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 những cái gọi là tác dụng là những cái uh, bước làm tức là thao tác để làm luôn á Đúng chưa còn đến cái nghĩa thứ hai của nó thì nó sẽ là cái dạng danh từ cộng với chỉ đại đúng không đại ?時代 Shidai de Shidai de wa Đều được Nó có nghĩa là gì nhỉ Nó bằng với cái niote Ở nửa ba Chúng ta đã học Với cái nét nghĩa là gì nhỉ Tùy theo Tùy theo Cái danh từ Ở đằng trước Mà cái về sau Của nó sẽ có Những cái sự thay đổi Sẽ có những cái sự khác nhau Sẽ có những cái sự đa dạng Đúng không Thì chúng ta cùng nhau nhìn này Ashita no tenki shidai de E doko ni de to ka Kimaru Đúng không Đó tức là cái việc mà gì nhỉ? cái việc mà uh, đi hẹn hò ở đâu ấy thì nó sẽ sẽ được quyết định tùy vào cái việc tùy vào cái thời tiết ngày mai Nó mưa thì mình hẹn hò ở trong những cái trung tâm uh, mua sắm đúng không nó sẽ không bị mưa còn nếu mà trời nắng đẹp mình sẽ có thể hẹn hò ra uh, bờ hồ các thứ chẳng hạn <laughs> hay ok tiếp theo cái nét nghĩa thứ ba của đây thì kết hợp của nó có thể kết hợp với khá là nhiều dạng phụ kệ đúng không thì uh, cái mẫu dây đã này nó sẽ đặt ở cuối câu Và nó sẽ mang cái nghĩa là Thế nên là Nó giải thích cho một cái gì đó ở đằng trước nhá Ví dụ này à tôi và anh ấy thì quen nhau ở trường đại học đúng không? Và sau khi tốt nghiệp thì đã được tôi đã được anh ấy gì đấy cầu hôn, propose đúng không? Tôi đã được anh ấy cầu hôn và thế nên là chúng tôi đã cưới nhau. Đấy, Đấy, <laughs> rồi, ok Tiếp theo à ghê cự à Nhìn luôn xuống phía dưới chúng ta thấy có gì đấy Sư nhị Ờ, hai cái này nó bằng nhau đúng không các bạn Đó, mình nhớ cặp luôn nhá à ghê cự giống với sư nhị à, Về cái sắc thái khi sử dụng Nó, tức là cái văn cảnh ấy Nó giống nhau luôn Đấy, thì mình sẽ xem Đầu tiên là cái sắc thái khi mà sử dụng Hai cái mẫu câu này nó như thế nào Đó là gì nhỉ? sau khi mà mình làm gì mình làm đi làm lại một cái hành động lặp đi lặp lại một cái hành động nào đó nhiều lần này hoặc là một cái hành động nào đó đã làm trong một thời gian dài đấy thì cuối cùng sẽ đưa ra một kết quả và thứ nhất kết quả ở a ghê cự nó sẽ là cái kết quả thường là kết quả không không tốt còn kết quả của c nhí nó sẽ là kết quả gì đấy có thể tốt có thể không tốt hoặc cũng có thể chỉ đơn giản là một kết quả mà thôi đó được chưa Ví dụ mình nhìn của age à cự trước nhá. Ê, số 1. Hibi no do no joshi wa ni kakari suru koto to natta. Tức là à, sau những cái ngày tháng làm sao nhờ lao động rất là nặng nhọc, rất là mệt nhọc, rất là vất vả gì đó thì cấp trên của mình nó cuối cùng đã phải gì đấy? À, đã phải nhập viện do do bị ốm, do bị bệnh. Đấy, cái kết quả cuối cùng này kết quả thường là hơi tiêu cực một tí đúng không? và cái số 2 của sui ni, cái sui hoặc là suy ni đều ok nhá. Thì gì đây? え,大喧嘩の Số にその夫婦 đi 離婚し À sau khi cãi nhau một trận rất là rất là to đúng không? Thì cuối cùng hai vợ chồng nhà đó ly hôn với nhau. Đó. Được chưa? Và nhớ là cái sui ni thì nó chỉ đơn thuần là một cái kết quả, hoặc cũng có thể là kết quả tốt, hoặc cũng có thể là kết quả xấu, đều ok, được chưa? Đấy, tiếp theo để bạn này cái này thì uh, gặp khá là nhiều rồi đúng không để bạn này là vì là có một cái tình huống vì là một cái nguyên cớ nào đó thế nên là hiện tại không phải là cái thời điểm phù hợp hay là bây giờ không phải là cái trường hợp thích hợp để làm cái gì đó ví dụ ở đây có gì nhỉ uh, nên mắt nên quá nó đấy nai. tức là cái thời điểm mà cuối năm đầu năm tức là thời điểm năm mới này, đúng không thì nó rất là bận rộn tức là công ty có thể rất là bận rộn thế nên là không phải là cái lúc mà có thể thông thả có thể thư thả được đâu được chưa ừ. đấy hay mình còn có một cách gì khác ở đây là gì không còn tâm trí để làm cái gì đó được chưa ừ. ok tiếp theo mẫu câu osore ga ừ, số osore ga à, chữ khủng đúng không chữ kanji chính là cái chữ khủng osore ga thì nó nói về cái nhỉ có khả năng hay là e rằng sẽ xảy ra một cái trường hợp hay là e rằng sẽ có một cái kết quả nào đó nó không tốt ví dụ không bằng vào oh, u ameno được à tối nay có khả năng là trời sẽ sẽ mưa đấy nhá hãy tiếp theo te hajimete đúng te hajimete là gì nhỉ à kể từ sau khi vt thì mình mới hay là mình có thể hiểu là à kể từ sau khi VT Tức là mình làm cái VT rồi Thì mình mới lần đầu tiên làm cái gì đó ở đằng sau Hay lần đầu tiên biết được, hiểu được cái gì đó ở đằng sau Nhá. Yeah. Ví dụ Cô <laughs> Tức là phải sau à, phải đọc nhỉ, phải sau khi đọc cái cuốn sách này đến tận 3 lần rồi thì tôi mới hiểu được cái nội dung của nó. Đấy sau khi v nào đó vt nào đó ở đằng trước thì mình mới mới hiểu mới biết mới lần đầu làm hành động ở đằng sau được chưa nhớ cái sắc thái của nó đúng không nào tại vì những cái mẫu câu với cái nét nghĩa mà kể từ sau khi ấy, nó rất là nhiều ngay ở phía dưới chúng ta có luôn một mẫu câu nữa cũng dịch là kể từ sau khi đúng không nên nếu mọi người không nhớ được cái sắc thái của nó thì chắc chắn mọi người sẽ bị lẫn bị nhầm và khi mà làm các bài 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 ngữ pháp ấy thì mọi người sẽ cảm thấy rất là dối Rõ ràng cái nào cũng dịch là kể từ sau khi thì mình biết chọn cái nào đây, đúng không? Rồi tiếp theo mình sẽ có cái takiri. <tá> ừ, takiri. Còn cái ức kiri ở đằng sau nhá. Takiri, takiri thì nó chính là cái cách nói dùng trong văn nói mà thôi. Được chưa? Cũng dịch là kể từ sau khi. Vậy thì sắc thái của nó ở đây khác gì đúng không? Cái kể từ sau khi này ấy, thì nó sẽ mang nghĩa là kể từ sau khi vê tả. Thì đằng sau sẽ là một trạng thái duy trì không thay đổi tức là cái hành động vê tà đằng trước nó sẽ là cái lần cuối cùng mình làm cái hành động V đó và sau đó sẽ là một trạng thái duy trì ví dụ ở đây này chỉ 5 mai ni tức là à, lần cuối kể từ à, kể từ cái lần cuối cùng tức là vào năm năm trước đúng không gặp bố thì sau đó tức là cho đến tận bây giờ thì tôi không không còn liên lạc được với bố nữa Đấy, cái trạng thái đằng sau là cái trạng thái mình không gặp lại mình không liên lạc được nữa nó vẫn duy trì cho đến tận hiện tại kể từ sau khi cái beta kia kết thúc Đúng chưa hay là đơn giản là kể từ sau khi mà tốt nghiệp thì tôi và cô ấy không còn gặp lại nhau nữa đấy là những cái ví dụ rất là đặc trưng rất là điển hình mà mọi người nên nhớ được chưa nên nhớ cái ví dụ đặc trưng của nó thì mình sẽ không bị khó khăn trong cái việc phân biệt các mẫu câu ngữ pháp nữa Được các hmm rồi nhá tiếp theo mình có cái Nĩ sau khi đã tệ, đúng không? Là trước khi là một cái um, gì nhỉ? Thường là nói về một, những cái sự kiện, những cái việc gì khá là quan trọng và trước khi uh, tiến hành những cái việc đó thì mình cần phải có những cái bước chuẩn bị nào đấy. Ví dụ ở đây có gì đây? Đại học sinh học nĩ sau khi đã tệ, Otto đã Tokyo ni Trước khi học lên đại học đúng không? Tức là để mà chuẩn bị đấy mình có thể hiểu là để chuẩn bị cho cái việc là học vào đại học thì em trai tôi đúng không phải em trai em trai tôi thì đã chuyển chuyển đến chuyển đến Tokyo để sống đấy tức là chuyển đến đấy sống để phục vụ cho cái mục đích là học lên học lên đại học kia được chưa tiếp theo mình sẽ có là Veta Tokoro ừ, Veta Tokoro dịch là gì nhỉ sau khi sau khi ở đây mình có là gì Nhật ta tokoro, tôi nói da Tức là sau khi mà hỏi người Nhật đúng không? Sau khi hỏi người Nhật thì à có vẻ như là có vẻ như là cái phát âm của tôi đang bị đang bị sai rồi. Đó nhá. Tiếp theo, dokoroka. Doro à dokoroka là gì nhỉ? Chẳng những không phải như thế, hay lấy đâu ra mà được như vậy mà ngược lại nó còn thế này này, thậm chí nó còn thế này này. Đấy nhá, ví dụ mình nhìn luôn này. Kono game wa kodomo dokoroka e eh, otona made ni À, cái game này thì chẳng những là trẻ con mà ngay cả gì đấy đến tận cả người lớn cũng rất là rất là mê nó rất là thích nó được chưa được rồi nhá tiếp theo mình sẽ đến với cái mẫu câu là yo chẳng ja, yo đều ạ đúng không nếu mà như thế này thì à, cái câu này nó sẽ có cái mẫu cái này nó sẽ có cái sắc thái là mình không nên duy trì tiếp cái tình trạng như thế này nếu mà cứ tiếp tục duy trì cái trạng thái như thế này là sẽ không là sẽ không tốt nhá ví dụ này Tức là nếu mà mình cứ gì nhỉ? cứ để ý, cứ để ý quá đến những cái chuyện nó nhỏ nhặt như vậy thì mình sẽ không thể nào mà trở thành được những người mà gì đấy gọi là hào phóng đúng không? Ừ, đấy nhá. Mình không nên duy trì trạng thái nào đó. Nếu mà duy trì thì nó không tốt. Đấy, được chưa? Tiếp theo mình có nagaramo, ừ, nagaramo đúng không? À, dịch là gì nhỉ? Ở cái Nagara này thì ở N4 chúng ta đã có một cái nghĩa dùng, một cái cách dùng rồi đó là vừa làm hành động này vừa làm hành động kia. Như kiểu là Terebi o minagara gohan o taberu chẳng hạn. Vừa xem TV vừa ăn cơm chẳng hạn, đúng không? Thì ở N2 mình có thể mở rộng ra. Đầu tiên với cái sắc thái nghĩa là vừa vừa thì nó không chỉ đơn thuần là cái việc vừa làm hành động này vừa làm hành động, hành động kia nữa, tức là nó không dừng lại ở hành động mà nó còn có thể mở rộng hơn trong cái việc là trạng thái biểu thị cái trạng thái hai trạng thái nào đó đồng thời tồn tại vừa là cái này vừa là cái kia hai trạng thái đồng thời tồn tại song song đấy là thứ nhất thứ hai nó sẽ mang thêm một cái nghĩa nữa nagara hoặc nagara mo mô có hay không đều được mang cái sắc thái nghĩa là gì đây mặc dù thế nào đó thế nhưng à chúng ta nhìn ví dụ nghĩa của nó luôn nhá kare wa shinjin de arinagara taido ga yokunai no de Chiyosuru À cậu ấy mặc dù là người mới đấy thế nhưng mà thái độ thì lại rất là kiểu ờ uh, không được tốt, đúng không? Thế nên là tôi đã nhắc nhở cậu ấy. Ừ, rồi ok. Tiếp theo là đến tsutsu, đúng không? Tsutsu. Động từ bỏ mất sự đi cộng với tsutsu. Ừ. Về mặt ý nghĩa nó sẽ giống với cái nagara kia, nó cũng có hai nghĩa mọi người Nó cũng có hai nghĩa là gì đấy? Vừa cái này vừa cái kia và nghĩa thứ hai là mặc dù thế nhưng mà cái sự khác nhau ở đây thì mình có thể nhớ rằng thì là cái từ này nó duy nhất chỉ đi kèm với động từ bỏ đi mất sự mà thôi. Đúng chưa? Còn cái Nagara kia mọi người hãy nhìn lại xem nó có thể kết hợp được gì đấy? Động từ, tính từ đôi y, tính từ đôi na, danh từ. Đó rất là đa dạng đúng không ạ? Rồi đấy nhá. Thì cái chưa này nghĩa của nó bằng với Nagara với hai nghĩa là vừa vừa hoặc là mặc dù nhưng. Đấy chúng ta sẽ cùng nhau nhìn cái ví dụ của nó này. To tutsu, eh, Mặc dù biết rằng thì là cái thuốc lá thì nó không tốt cho sức khỏe đâu Thế nhưng mà mình vẫn không thể nào mà bỏ thuốc được Đây xem nào Rồi nhá Đấy Tiếp theo là và đi nhỉ vậy Và đi nhỉ vậy Dịch là gì nhỉ Mặc dù là Hoặc là so với cái này Thì thế nào đó Chúng ta nhìn ví dụ này Yasuiので, uh, Tức là cái công việc này thì làm sao? So với cái mức lương thì nó vất vả quá Mức lương chả có tầm 5 triệu thôi đúng không? Mà mình bắt mình làm ngày làm đêm Đó Và mình đang phân vân, đang nài ăn Đúng không? Đang phân vân xem là có nên nghỉ đi không? Đó, ví dụ như vậy Được chưa nào? Rồi tiếp theo đến mẫu câu Ippu de Để có hay không đều được đúng không Là một cái mẫu câu thể hiện cái gì nhỉ à, Nói về những cái khía cạnh Những cái mặt khác nhau Của một vấn đề Được chưa Ví dụ à, cách dịch ở đây nó có một vài cách dịch như là Ngược lại với cái gì đó hay là Một mặt thì này hay là mặt khác thì này Đấy nhớ ví dụ này Kare wa ongaku de aru gakka to shite mo À anh ấy thì làm sao nhỉ một mặt thì vẫn là một cái gì đấy một nhạc sĩ thế nhưng mà mặt khác thì cũng hoạt động cả với tư cách là một một họa sĩ nữa Được chưa hay tiếp theo vẫn là ipo nhưng mà là ipo đã ipo đã đi kèm với nó bằng với đã hai cái này với nét nghĩa tương tự như nhau kết hợp thì chỉ có về đự mà thôi đúng không nó đặt ở cuối câu là chủ yếu nhá với ý nghĩa là càng ngày càng một cái gì đó nó sẽ có xu hướng càng ngày càng thế nào đấy một là xu hướng càng ngày càng tốt lên hai là càng ngày càng xấu đi càng ngày càng tăng lên hoặc càng ngày càng giảm xuống ví dụ như vậy ví dụ kusuri o nomi yasundeiru ga biojo wa waruku naru mặc dù là mình đã uống thuốc rồi nghỉ ngơi rồi đấy thế nhưng mà có vẻ như là tình trạng bệnh thì càng ngày càng ngày càng trở nên tồi tệ hơn thì phải đó được chưa rồi tiếp theo tsutsuaru động từ bỏ đi mát sự cộng với được là đang dần một cái trạng thái nào đó đang dần thay đổi một cái trạng thái nào đó đang dần thay đổi nhá ví dụ này Nihon ni kanko ni otosureru gaikoku no kata ga nen nen fue được tức là những cái vị khách đến thăm đến tham quan Nhật Bản thì hàng năm đang dần đang dần tăng lên Đấy, một cái trạng thái nó cứ nó cứ dần 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 từng bước từng bước thay đổi như vậy. thì các? Ừ. Hai, tiếp theo, do the unai. Do the unai là gì nhỉ? À, buộc phải, đành phải làm gì đó mà mình không muốn đúng không? Nó hơi bị ngược ép đấy. Ví dụ này. Kyouna yoji ga haitta tame, yoru no nomikai wa zaru o enai. Tức là vì là gì đấy? À, vì là đột nhiên có việc gấp thế nên là mình buộc phải từ chối đúng không? Mình buộc hay là mình đành phải từ chối cái bữa à, bữa nhậu tối nay. À, được chưa? Hay. Tiếp theo mình có gì đây? Và kê nhí và ý ca này. Thì mọi người ở cái mẫu câu này mọi người cần phải chia rõ hai cái cách kết hợp của nó ra để sử dụng nhá. Ví dụ như là V đựng cộng với và kê nhí và ý này nó sẽ dịch là gì đấy? Không thể nào mà lại. Đúng không? Tôi không thể nào mà lại làm như vậy được nó không đúng với cái, cái 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 quy tắc, nó không đúng với những cái định hình chung những cái suy nghĩ chung, nó làm như vậy là sai, đúng không? Thế nên là tôi không thể nào như vậy. Còn với cái nghĩa liên quan đến venai và nhỉ và vai này thì nó sẽ bằng với cái giá được ố enai ở bên trên, dịch là buộc phải. Đúng không? Buộc phải. Chúng ta nhìn ví dụ này. Testo ga hikaete kara benkyou shinai wake ni wa ikanai. Tức là như Cái kỳ thi nó đang đến gần rồi Ở đây cái khí cây nó sẽ là đến gần nhá Vì là cái kỳ thi thì đang Cái bài test, Đúng không? Bài test của mình thì Thì sắp uh, sắp có rồi Ý là sắp sắp làm bài test rồi ấy Thế nên là uh, mình buộc phải học thôi Đó, được chưa? Ừ, hãy, tiếp theo Vê đự yếu đi hô cả này Nó bằng với vê đứ cả này Chỉ còn cách làm gì đó Đúng không? Chỉ còn cách ở đây là gì nhỉ? À kiến thi à học không học là nếu như là nếu như mà muốn đỗ kỳ thị thì chỉ còn cách là gì đấy? À, cố gắng nỗ lực mà học thôi, lao đầu vào mà học thôi. Đúng không? Rồi, shinuki nhá, giống giống với cái từ hịch sĩ ấy mọi người, là nỗ lực hết mình, cố gắng hết sức. Rồi, hai. Ok, tiếp theo chúng ta có gì? Tiếp theo chúng ta có mẫu câu đó là de wa nai ka Động từ chia về thể ý chí. Yo đúng không? Yo de wa nai ka sử dụng để kêu gọi, có thể là kêu gọi mọi người là à chúng ta hãy cùng nhau làm gì đó đi. Đúng không? Chúng ta hãy cùng nhau làm gì đó đi, hoặc đơn thuần có thể là à, đơn thuần có thể là thể hiện cái ý chí mạnh mẽ của mình trước một cái quyết tâm nào đấy nhá. Rồi ví dụ này. Ima no mama de wa nani mo kimaranai. À, nếu mà cứ để như bây giờ thì sẽ chẳng đi đến đâu cả, tức là cái 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 à, cái kết quả sẽ chẳng đi đến đâu cả, đúng không? Thế nên là ít chi độ gì hay là chúng ta cứ làm sao đây, cứ nói chuyện với nhau thật là kỹ lưỡng một lần luôn đi, à, được chưa? Rồi tiếp theo, Nihao, Hoka Nara Nai, rồi wa Hoka chính là cái danh từ đó không gì khác ngoài cái danh từ đó đâu, đúng không? Ví dụ này. JLPT ni gokaku dekita no wa kare no douryoku no seika ni hoka naranai. Tức là cái việc mà cậu ấy có thể đỗ được cái kỳ thi JLPT thì à, chắc chắn là hay là chỉ có thể là thành quả do cái nỗ lực từ chính anh ấy mà ra thôi. Chứ chẳng có gì khác cả. À, đúng không? Chứ không phải đi mua bằng, không phải đi chép bài đâu. Mà đó là nỗ lực của anh ấy mà có được. Được chưa? Đấy, rồi. Đấy, sai VT Vete wa hidare nai te ra irare nai không thể nào mà tiếp tục duy trì cái trạng thái v được nữa ờ đúng không như kiểu là ske tsukai no de afon de wa irare masen kỳ thi thì cũng đến gần rồi thế nên là không thể nào mà chơi bời được nữa đâu mọi người ạ à, à. Đó nhá đấy thế nên là à, đây cũng là cái lời nhắn nhủ cuối cùng mà đội ngũ giáo viên dũng Mô đi một nhà đến các bạn. hy vọng là mọi người sẽ thật là cố gắng nỗ lực để có thể hướng tới kỳ thi một cách hiệu quả nhất có thể nhá. ãy,皆さん,お疲れ様でした.